cùng chào đón quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Mời quý thính giả cùng đón nghe câu chuyện Trạng Quỳnh của tác giả Ngô Lăng Vân. Chuyện được xuất bản năm 1973 bởi nhà xuất bản Mây Hồng. Mời quý thính giả cùng nghe. Chương 1 Trạng Quỳnh thời thiếu niên Một ngồi đất kết phát ra trạng quỳnh. Nước ta vào khoảng đầu đời Lê Trung Hưng, ở làng Yên Vực, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có vợ chồng nhà họ Nguyễn, thường ngày đi lên núi Hỏa Châu Kiếm Củi, và khi về đến cầu sư ở làng Đông Hậu, thì đặt gánh xuống nghỉ ở cầu đá, để xuống bến rửa giấy chân tay mặt mũi. Bữa nọ trời nhà nhem tối, hai vợ chồng vừa đến cầu, thì bắt gặp một ông già trúng gió nằm sóng sượt ở bên cạnh mình còn để một tay này Đẩy bằng vải Trong nhét những quần áo đồ đạc Ông già nằm xuôi bọt mép ra Hai vợ chồng thấy vậy Vội vàng đặt gánh củi xuống Rờ thấy ông già thân thể còn nóng Nên lấy thuốc đem sẵn trong mình đổ cho Một lúc sau ông già tỉnh dậy Người chồng lấy tay nải của ông già đưa cho người vợ cầm lấy Còn mình thì vừa gánh củi Vừa dìu ông già về nhà Về đến nhà Hai vợ chồng lại săn sóc thuốc men và cơm cháo cho ông Tận tình chẳng khác gì như đối với cha mẹ ruột Sau mấy hôm ông già bình phục Nhận thấy vợ chồng anh ta rất tử tế mà nghèo Lại cảm vì cái ơn đã cứu sống và săn sóc cho mình Nên trước khi từ giã mới bảo Lão chính là thầy địa lý tả ao đây Vậy gia đình anh có muốn gì? Lão sẽ giúp cho Nghe nói thầy địa lý tả ao Hai vợ chồng mừng quính như được vị cứu tinh đến nhà Người chồng thưa Làng cháu đây là làng nổi tiếng văn học Vậy chỉ xin cụ một ngôi đất khoa bảng Để góp mặt với thiên hạ mà thôi Thầy địa tả ao cười nói Tưởng anh muốn gì hơn nữa Chứ muốn thế dễ lắm Vậy anh lấy hài cốt của thân phụ về Để sáng mai đem thật sớm lên núi Hỏa Châu Lạo táng cho Nói rồi thầy tả ao cát nghĩa Hỏa Châu ở vùng này là quả núi bắt đầu chạy từ núi Hàm Rồng qua đây Thế núi tuy nhỏ Nhưng toàn là núi đá Đỉnh tròn chân thót Xa trông như một con rồng đang nhả viên ngọc lửa Lại phía tây có chùa tiên đồng Cùng động long quang đối chiếu nhau Nhưng chính huyệt là ở chỗ miếng đá trồi trên đỉnh núi Trông như hình đứa trẻ con Nên gọi là hòn đá tiên đồng Hay ngọn đá nhi phong Đã thế quả núi này ở phía đông Lại có cái đầm sâu Nước như xếp lụa Và đó là ngọn bút sung thiên Nên táng vào đó vợ chồng anh sẽ làm ăn khá giả và đến đời cháu sẽ có người nổi tiếng về văn học rất lớn. Thiên hạ không kẻ nào hơn được. Người chồng mừng hỏi Thưa cụ như vậy là đất phát trạng nguyên phải không? Thầy tạ ao cười đáp Trạng nguyên Nhưng không có cờ biển vinh quy Và hãy làm quan thì nên sớm về nghỉ Còn không sẽ bị họa bất đắc kỳ tử Vợ chồng nhà họ Nguyễn nhất nhất nghe theo và ngôi đất ấy chính là ngôi đất kết phát ra trạng Quỳnh sau này Đối với nước ta Quỳnh không đỗ trạng Nhưng vì giỏi như trạng Nên vẫn được đòi gọi là trạng Và sau Quỳnh đi xứ Lại được vua Tàu Sắc Phong là lưỡng quốc trạng nguyên Trạng nguyên của hai nước ấy đó là trạng nguyên mà không có cờ biển binh quy đó Lại như trạng Quỳnh khi làm quan rồi Nếu biết xin về nghỉ sớm đi Thì đâu có bị bất đắc kỳ tử Vì chán thuốc độc của chúa trịnh ban cho Quả lời thầy tả ao đán chúng và linh nghiệm như thần. Ông to đầu đấy và những ông to đầu. Ngồi đất táng xong, nhà họ Nguyễn làm ăn mỗi ngày một khá xả, nên đến đời con nhà Nguyễn Kình thì làm chức xã trường, rồi cai tổng, và là một vị tiên chủ làng yên vực. Nguyễn Kình lấy vợ người họ Lê và sinh ra Nguyễn Quỳnh. Quỳnh là cậu bé rất thông minh, mới 12 tháng đã biết nói đủ điều, và năm lên 4 tuổi đã thuộc lòng rất nhiều thơ phú cùng văn sách. Năm lên 6 tuổi, Quỳnh được cha mẹ chính thức làm lễ thánh sư cho đến theo học một cụ đồ trong làng. Quỳnh học một biết 10, bất cứ sách nào cũng chỉ nghe qua một lượt là thuộc lòng vanh vách. Nhưng về tánh tinh nghịch và lười biếng thì cũng không có đứa trẻ nào hơn được. Quỳnh hay nô đùa với chúng bạn và thường hay tìm cách lừa gạt. Một buổi tối nọ, Quỳnh đang chơi giỡn với bạn bè Bỗng gọi chúng nó bảo, "Có ông to đầu lạ lùng lắm, tụi bây có muốn đi xem không?" Lũ trẻ nghe nói, thích quá nhao nhao lên một lượt. "Ông to đầu đâu mày? Đâu mày ông to đâu?" Quỳnh nghiêm nghị đáp lại. "Ở đâu? Ở nhà tao chứ còn ở đâu nữa? Cha tao mới mua ông ấy về." Lũ trẻ đồng thanh nói. "Vậy mày dẫn tụi tao đến nhà mày xem đi." Quỳnh lắc đầu. Tụi bây muốn xem thì phải kiệu tao về. Tao sẽ chỉ lén cho mà xem. Còn không ông ấy sẽ trốn mất. Lũ trẻ nghe xong, vì muốn xem ông to đầu quá, nên lấy tay làm kiệu, kiệu Quỳnh về. Tới sân nhà, Quỳnh xuống kiệu, gọi tất cả vào bếp, bảo lặng yên, rồi tự đi thổi lửa tháp đèn. Đèn tháp rồi lũ trẻ hỏi. Ông to đầu đâu mày? Quỳnh lấy tay chỉ vào bóng mình và bóng bọn chúng ở trên vách nói Đấy, ông ta đầu đấy Vô số những ông ta đầu đấy Chúng bay đã thấy ta đầu chưa? Lũ trẻ bị lừa, toàn xuống lại đánh Quỳnh đã tắt đèn và hô ma Làm chúng hoảng sợ, vội vã kéo nhau đi hết Hai ông huyện Thạch và Tú Cát bị sò Một hôm Quỳnh ra bến đỏ Thạch chơi Gặp lúc quan huyện Thạch Thành vừa từ dưới đảo bước lên Quỳnh lấy đất ném chơi với chúng bạn Làm chúng ngay vào quan Quan sai lính bắt lại trước mặt hỏi Mày là con nhà ai? Quỳnh đáp Tôi là con thầy cai kỉnh ở vùng nơi Thế mày đã học hành gì chưa? Học rồi Chứ sao lại chưa học? Quan huyện thấy thằng bé bướng bình Và trả lời như vậy liền bảo Ờ, đã thế Tao ra cho mày một câu đối Đối được thì tha cho Còn không sẽ bị căng nọc ra đánh Vì cái tội ném đất vào quan Mày chịu không Quỳnh vênh mặt đáp lại Tưởng gì Chưa đối thì ai đối chẳng được Quan lớn cứ ra đi Quan huyện ra Quan huyện thạch qua bến đỏ thạch Quỳnh nghe xong chợt thấy con chó vàng đang nhai một cục phân Liền thức cảnh đối lại Con chó vàng ăn cục cướt vàng đem chó đối với quan, đem cứt đối với đỏ, thì thật sợ riêng hết chỗ nói. Nhưng đối rất cân và rất chỉnh từng chữ, nên quan phải phục thầm trong bụng mà tha cho Quỳnh. Vừa lúc ấy có ông Tú Cát là người cùng xã với Quỳnh đến. Ông Tú được thấy tận mát vụ quan huyện, mới lại sách tay Quỳnh lên bảo. Lợn cấn ăn cám tốn. Quỳnh ứng khẩu đáp lại. Chó khôn cho cắn càn. Ý ông Tú bảo Quỳnh là con lợn, thì Quỳnh đáp lại Ngụ ý bảo ông là con chó Lợn đối với chó Cấn, tốn Là chữ trong bát quái mà đối với càn Khôn thì hay biết kể gì Bị Quỳnh sỏ lại Ông tú tức quá đỏ mặt lên và nói Thằng danh này hỗn quá Tao ra câu nữa Nếu mày không đối lại được Thì tao sẽ cho mày mấy roi Và đem mày về mách bảo cho cha mẹ mày hay Vì tội mày trốn học đi chơi Quỳnh đáp Đối thì đối, chưa có ai sợ đâu. Ông Tú ra. Trời sinh ông Tú cát. Quỳnh đối ngay. Đất nứt con bọ hung. Trời đối với đất, hung đối với cát, còn gì cân xứng bằng. Nhưng xỏ lá ở chỗ đem con bọ hung, một loài sâu dơ giấy để đối với Tú cát, là tên xưng của một vị khoa mục. Ông Tú cũng thừa biết như vậy, nhưng không còn lý bát bẻ được nên phải cắn răng nuốt hận mà để cho Quỳnh đi. Người được không đẻ, sao gì được đẻ được? Năm ấy là năm đầu niên hiệu bảo thái đời vua Lê Dụ Tôn. Các quan thiên giám, coi về việc thiên văn, thấy ở vùng Đông Nam có văn tinh xuất hiện, liền làm sứ khải vào vương phủ, phủ chúa trịnh. Nhưng không biết văn tinh Giáng sinh vào nhà ai, ở xã nào, huyện nào chúa an đô vương là trịnh cương sau khi vào chầu vua lê liền trở về phủ họp các văn võ triều thần để tìm cách tra xét một vị quan hiến kế xin nhà chúa đi tuần du các tỉnh miền này và sức mỗi xã phải hiến một con dê được có chửa bằng không cả làng sẽ bị làm cỏ hết nhà chúa nghe lời liền ban chiếu xuống và định ngày xa giá đi tuần thân phụ quỳnh là nguyễn Kỳnh, lúc ấy đang làm cai tổng kiêm chức tiên chỉ làng được lệnh trên về Cả mấy ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên dây được có chưa Thủa xưa thủa này làm gì có Thôi thì đành chờ cho đầu rơi khỏi cổ Chờ đầu mà đem ra để hiến Ngày xưa vua hung nô bắt xứ nhà Hán là tô vũ giam lại Bảo hễ chừng nào dễ được có chừa thì tha cho bể nước ấy thế mà nhà Hán tìm cả nước tàu rộng lớn mênh mông Còn không thể kiếm được Huống đây một tổng một xã bé con này Quỳnh thấy cha mất ăn mất ngủ hỏi lý do nguyễn kỉnh gạt đi bảo việc nhà vua nhà chúa trẻ con biết làm gì quỳnh đáp thế cha không nghe ngày xưa đức thánh khổng tử còn phải chịu thua hạng thác hay sao không có trẻ con hiến kế thì hỏi làm sao tướng nước tề xưa là điền đan biết dùng hỏa ngư mà đội quân nước yên nguyễn kỉnh nghe con nói giật mình cho là có lý rồi đem việc dây được kể lại quỳnh đáp việc ấy có khó khăn gì cha khỏi lo con đã có kế trong bụng rồi cha hỏi kế gì quỳnh không đáp nên cho là trẻ con nói láo hay gặp đâu nói đó ngày qua ngày lại một hôm chúa ngự giá vào thanh hóa tuần du chúa đi đến đâu tiền hô hậu ủng đến đó và người đi đường đều phải sắp hàng đứng ra hai bên để làm lễ đón chào xe chúa do bốn con ngựa kéo lúc qua cầu làng yên vực bỗng ngựa dừng lại và hí lên vì có tiếng một đứa trẻ đang khóc thét lên ở dưới cống gầm cầu. Chùa sai thị vệ lùng bắt được đứa trẻ lên. Mọi người lúc đó mới hay đó là Quỳnh. Cha Quỳnh thấy con như vậy, mặt sợ xanh lại, chẳng còn một hột máu. Còn chúa thì thấy là một đứa trẻ, nên sai đem đến trước mặt hỏi lý do. Quỳnh vừa khóc vừa nói. Khải chúa, mẹ con chết đã lâu rồi, mà bố con không đẻ em cho con bồng. Này thấy chúa đi, còn tuổi quá mà khóc. Lạy chúa, chúa làm phép gì cho bố con đẻ được? Chúa lấy làm lạ vì cười bảo. Thằng bé này kỳ quá, cha mày là người đực, là đàn ông, làm sao đẻ em cho mày được? Quỳnh gạt nước mắt. Lạy chúa, chúa nói người được không đẻ, vậy sao dê được đẻ được? Mà chúa xuống chiếu bắt mỗi xã phải hiến một dê được có chưa? Bằng không cả làng bị làm cỏ. Lạy chúa, nếu dư được có chừa, thì người được cũng phải có chữa mới được chứ. Chúa nghe nói ngạc nhiên, nhận ngay ra Quỳnh chính là văn tinh đã giáng sinh. Nếu không thì một đứa bé đâu có thông minh như vậy, nên an ủi vào và bảo. Thôi mày về đi, đừng khóc nữa, ta sẽ bãi bỏ lệnh hiến dây được cho. Nói đoạn, chúa hỏi họ tên, sai quan ghi sổ, và sai thị vệ dắt Quỳnh ra trà vào đám đông dân chúng rồi cho quan truyền lôi tuyên bố bãi bỏ lệnh dê đực mọi người được chứng kiến không ai không tỏ vẻ vui mừng và phục quỳnh như thánh chùa quay xá giá về và dặn quan huyện hoàng hóa phải hàng tháng làm tờ khải về vương phủ cho biết tin tức của quỳnh danh tiếng quỳnh từ đó vang lừng khắp nơi và mọi người đều tin tưởng thế nào đi thi quỳnh cũng phải đỗ tràng nguyên để làm cho thêm dạng vẻ gia đình và đất nước sau này quan phủ bị quan tỉnh khiển trách vì quỳnh ở đầu làng yên vực dưới bóng cây đa có quán bán nước trà tươi chiều chiều thường cùng chúng bạn ra thả diều chơi bữa nọ có quan phủ hà trung đi qua ghé vào quán nghỉ quỳnh cũng vào hệ thầy quan nhai miếng trầu nào liệng bạ ra ngoài quỳnh lại chạy tới cùi xuống nhặt và đứng ra vạch xem quan thấy lạ hỏi bé kia mày làm gì như vậy Quỳnh quay mặt lại thưa Bẩm quan lớn Còn nghe phương ngôn có câu Miếng kẻ sang có gang có thép Vậy nhặt lên thử xem gang thép nó thế nào Biết thằng bé sò Quan phủ hỏi Mày là con cái nhà ai Cha mẹ làm nghề gì Quỳnh đáp Tôi là Quỳnh Cha mẹ tôi làm nghề cai tổng Thế mày đã học hành gì chưa Cái đó thì khỏi nói Bằng này con chưa học thì bao giờ mới học? Quan phủ hỏi. Có phải Quỳnh là Quỳnh nấp dưới cống ở cầu làng Yên Vực khi chúa đi tuần du đấy không? Quỳnh cười đáp. Không phải Quỳnh này con Quỳnh nào nữa? Quan phủ bảo. Nếu vậy Quỳnh phải đối câu. Miệng kẻ sang có gan có thép đi. Không đối được sẽ bị phạt đòn vì tội ngạo mạn với quan trên. Quỳnh đối ngay. Đồ nhà khó, vừa nhọ vừa đen. Quan mắc cỡ, giận lắm nói. Không được. Quỳnh vặn lại. Đối chỉnh từng chữ thế, quan lớn bảo không được, còn câu nào hơn nữa? Quan bí lẽ. Thôi được, còn câu nữa, hệ câu này Quỳnh đối được thì ta mới tha cho. Quỳnh trả lời. Được, quan lớn cứ ra đi. Quan phủ ra. Quan là mũ, để thời mới, đội thời cũ, đội rồi bước vô phủ. Quỳnh ứng khẩu đối ngay. Lờ là y, để thì méo, đờ thì tròn, đờ rồi đẻ ra con. Quan phủ lại bị xảo nặng hơn. Ông định nào Quỳnh ra đánh về cái tội đối hỗn mà tục, nhưng lại sợ đánh Quỳnh. Câu chuyện sẽ đến tai nhà chúa, nên sai lính lôi Quỳnh lên xe, đưa về tỉnh Thanh Hóa, để trình cho tỉnh đường trừng trị Quan tỉnh nghe qua mọi sự Gọi Quỳnh lại hỏi về tội Sao đối hỗn hào tục tỉu thế Quỳnh liên thoáng chống lại Đó là cô quan phủ bịa ra Chứ không phải của con Quan tỉnh ngạc nhiên hỏi Thế câu của Quỳnh đối làm sao Quỳnh đáp ngay Dạ bẩm quan lớn Con đối rằng Đời là đai Thắt thời ngắn Để thời dài Thắt rồi bước lên ngay Quan tỉnh nghe xong Gợt gù khen hay Rồi quay lại quan phủ Đó câu của người ta thế Mà thầy dám bịa ra như vậy Sao thầy có học Làm cha mẹ dân mà tệ lậu đến thế Việc này tôi bỏ qua cho Lần sau đừng có tái phạm nữa Quan tỉnh giày lao quan phủ một chập Rồi bắt phải đem Quỳnh về trả tại nơi quán nước Ở đầu làng yên vực Nghĩ thật là cay và oan cho quan phủ Nhưng ai bảo quan nhiễu sự Đi gây với trẻ con làm gì Mà đứa trẻ ấy lại là Quỳnh mới khổ chương 2 Trạng Quỳnh và Thị Điểm Thầy học đã chẳng kính Nhà sư cũng không tha Năm lên 6 tuổi Quỳnh được cha mẹ cho đến học tại trường Một ông cống sinh ở trong làng Quỳnh học rất thông minh Chỉ hơn năm đã thuộc rất nhiều kinh sử Và biết làm đủ các thể văn chương thi phú một hôm ông cống ra cho một bài thơ con chuột Quỳnh hạ bút viết ngay Ông cống khoa nào chẳng thấy thi Chuột thời gọi chuột cống làm chi Bắt hơi chó xịt cong đuôi chạy Nghe tiếng mèo ngao rút cổ đi Chịnh nếp giá cơm tha thảnh bậy Đống dơm bổ lúa ngách hang kỳ Phô loài chuột lũ bay nên trạ Họa có bầu nan mới sợ mi ông cống sinh biết bị quỳnh chơi sọ ở chỗ ám chỉ mình cũng như con chuột cống hay lấy con chuột cống chỉ mình nhưng cũng phải khen hay phải bỏ qua và thầm phục là giỏi lại một hôm khác có nhà sư đến thăm trường ông cống bảo quỳnh tức cảnh làm thơ quỳnh cũng ứng khẩu đọc ngay như đã sắp đặt trong bụng từ hồi nào thơ rằng chuông mõ nhà ai khéo mỉa mai củ khoai sao lại có hai tai Muốn kêu dưa hấu hiểm không cuống Trông sống bình vôi ngặt thiếu quai Khỉ ngỡ sọ dừa ôm ấp giữ Trẻ ngờ trái bưởi hỏi han đòi Rằng không phải gáo quỳnh xin chuộc Hút thuốc mà xem Đố hẳn hoi Quỳnh đọc xong Cả đám học trò phá lên cười Ông Cống Sinh thấy Quỳnh quá hỗn láo với nhà tu Nên đuổi ra khỏi trường không cho đến học nữa nhưng Quỳnh Cóc cần Vì với bẩm tính khinh thế ngạo vật Tự cho như thế là đủ để góp mặt với đời Đến học tại nhà đoàn thị điểm Năm 16 tuổi Quỳnh đến học tại nhà quan bảng nhớn họ đoàn để chuẩn bị đi thi Hay nói tập văn thì đúng hơn Vốn đã nghe tiếng Quỳnh thông minh và sức dược từ lâu Nên hôm đến xin học Quan bảng ra cho một câu đối Con mộc đậu cây bàng dòm nhà bảng nhỡn quan bảo đối được mới cho học và cái khó của câu này là ở chỗ chữ mộc với chữ bàng ghép lại thành chữ bảng. quỳnh đối ngay thằng quỷ ôm cái đầu đứng cửa khôi nguyên quan bảng khen hay tuyệt vì cái giỏi của quỳnh là lấy chữ khôi để đối với chữ bàng mà khôi là do chữ quỷ và chữ đầu ghép lại chẳng những khen hay quan bảng còn cho rằng với cái khẩu khí như vậy sau này thế nào Quỳnh Thi cũng sẽ đỗ trạng nguyên Và làm quan đến nhất phẩm triều đình Quan bảng cho Quỳnh học và cho ở trọ luôn tại nhà để tiện việc đèn sách Quan có người con gái cùng lứa tuổi với Quỳnh là Thị Điểm Nổi tiếng cả về nhan sắc lẫn văn chương, đức hạnh Có ý muốn để gả cho Quỳnh Quỳnh thấy Điểm cũng mê tít thò lò Nên thỉnh thoảng gặp những lúc Thị Điểm ngồi dệt vải Hay may vá thêu thùa Quỳnh lại đem sách đến ngồi bên để học Và tính chuyện chào khẹo như có lúc quỳnh hỏi điểm nhân chi sơ tính bản thiện thầy bảo tôi làm bài kinh nghĩa giải thích mấy câu ấy vậy theo ý cô hai câu này thế nào điểm trả lời nghiêm chỉnh nhân chi sơ tính bản thiện là người trưng xưa tính vốn lành tức cái bản tính của con người từ lúc mới sinh ra ai ai cũng lành cả chứ không phải là dữ quỳnh cười bảo Cô nghĩ thế sai rồi. Theo ý tôi khác kia. Điểm tưởng Quỳnh có ý nghĩa cao xa hơn nữa. Không ngờ khi hỏi ý nghĩa gì, Quỳnh ta lại trả lời một cách rất giễu cợt, theo kiểu pha trò của mấy anh hát bụi. Quỳnh vừa nói vừa sờ ngay vào ngực thị điểm. Cô lầm rồi. Ông Thánh không phải dậy thế đâu. Mà nhân chi sơ tính bản thiện chính là nhân chi sơ rở hai vú, tính bản thiện miệng muốn rơi. Theo tôi là thế đấy cô ạ. Điểm biết bị quỳnh lỡm Xấu hổ đỏ mặt lên Đứng dậy đi miết vào nhà trong lánh mặt Và thâm ý cho quỳnh như thế là quá xuồng xã Bất lịch sự Vợ chồng quan bảng vì thâm ý muốn gà điểm cho quỳnh Nên cũng lở đi Khi thấy quỳnh lèn lại chỗ thị điểm đang ngồi Những sự chọc phá và đối đáp lẫn nhau Thấy điểm tỏ ý không hài lòng về mình Quỳnh lại càng ngày càng chọc phá thêm nữa Tối nọ, quỳnh lén vào trong buồng nhảy lên giường thị điểm nằm chật quần ra và thượng cột buồm lên thị điểm vào bỏ mùng để ngủ tưởng là rắn sau biết là quỳnh mới chữa thẹn đọc rằng chướng nội vô phong phàm tự lập nghĩa là trong mùng không gió mà cột buồm dựng lên quỳnh đọc đối lại ngay hùng trung bớt vũ thủy trường lưu nghĩa là trong bụng chẳng mưa mà nước cứ chảy mãi điểm khen hay nhưng bắt quỳnh phải bước ra khỏi buồng được thể Sáng dậy Thị điểm ra tiểu tiện ở chỗ bụi xương rồng Quỳnh nhìn thấy lại lót tót chạy ra Điểm ra ngay cho Quỳnh một câu đối Cây xương rồng rồng đất rắn Long lại hoàn long Quỳnh nhận thấy sàn dưa chuột Liền đáp lại Quả dưa chuột Chuột thẳng gang Thử chơi thì thử Câu của điểm ra ngụ ý cho Quỳnh biết Mình không phải là thứ vừa mà cái khó là ở chỗ long là rồng Còn câu của Quỳnh đối lại Thì có ý sỏ đậm bảo muốn chơi Mà hay là ở chỗ thử là chuột Thử là chuột Để đối với long là rồng Còn gì cân xứng bằng Nhất là cái ngoại ý bao gồm những tính chất cười cợt hóm hình Quỳnh gửi thị điểm mua cả cuống Đối với thị điểm Quỳnh thường hay dùng tiếng nói lái như làm thơ thì nói là lờ tham đi ngủ thì nói là đu nghỉ ăn cơm thì nói là ôm căn thành thử một hôm thị điểm đi chợ quỳnh đưa tiền nhờ mua cho cả cuống về ăn cả cuống là một thứ sâu ăn rất thơm và cay chữ nho thường biết là quế đố tức bọ thơm tại ngực nó có một bọng dầu thơm cay lấy dầm nước mắm để ăn bánh cuốn thang thì tuyệt hào điểm cũng dư biết nhưng để lỡm lại quỳnh điểm chẳng mưa gì cả thay vì mua cả cuống điểm nhặt một mớ cuống cà tức cuống trái cà pháo đem về đưa cho quỳnh quỳnh trưng hừng hỏi sao lại mua thứ này thứ này thì ai mà ăn được thị điểm cười đáp lại anh gửi mua cà cuống vậy chẳng phải cuống cà thì còn là gì nữa quỳnh bị lộng cú đau đớ ra không trả lời được tức quá quỳnh đòi tiền lại điểm nhất định không trả và đây là lần thứ nhất quỳnh bị thua mưu của thị điểm Bỏ đi vì thua tài thị điểm Buổi chiều hôm ấy Quỳnh ra sông tắm Để trêu người thị điểm Quỳnh cuốn quần áo lại Rồi cứ để chuồng tàu ngồng mà đi về Đến nhà Quỳnh gọi điểm ra mở cổng Điểm ra thấy vậy Liền xít chó cắn Quỳnh Quỳnh sợ quá vội lao lên cây cậy để tránh Và năn nỉ điểm nhốt chó lại Điểm cười bảo Muốn nhốt chó lại thì phải đối được câu đối này trước đã quỳnh hỏi câu gì điểm thức cảnh ra thằng quỳnh ngồi trên cây cậy sái đỏ hồng hồng quỳnh đối không được vì không có cảnh gì để đối nhất là cậy với hồng là hai thứ cây cùng có quả giống nhau và lúc xanh cùng có nhựa chát như nhau điểm thấy quỳnh năn nỉ mãi và thấy tội nghiệp cứ ở trên cây nên tạo ra cảnh cho quỳnh đối bằng cách sắn váy lội xuống dưới ao để vớt mấy cây bèo Quỳnh nhân đó liền đối lại Cái điểm lội xuống ao bèo Đổ ngứa dây 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 với bèo cũng là hai loại cây ngứa cả Và Quỳnh đối lại cũng rất hay rất trình Nên điểm mới đem cho nhốt lại Và mở cổng cho Quỳnh tụt xuống để đi vào Từ đó Quỳnh đối với điểm càng xuống xã gấp bội Thậm chí Bữa nọ thị điểm đang tắm trong buồng tắm Quỳnh cứ đứng ngoài đòi mở cửa cho vào để tắm chung luôn thể Thị điểm bực mình quá Càng đuổi Quỳnh càng đòi Nên bảo Nếu đối được câu này sẽ mở cửa cho vào Còn không thì cút đi Nói rồi thị điểm ra Da trắng vỗ bì bạch Da trắng là bì bạch Bì bạch là da trắng Khó quá Quỳnh không đối được Nghĩ đã xấu hổ Lại tức vì sự làm cao của thị điểm Nên sau đó lên xin phép quan bảng để trở về quê rồi không trở lại học hành nữa. Trước khi đi, Quỳnh bảo với thị điểm. Mày đã khinh tao, thì tao sẽ cho mày lấy thằng đi cai để mày sáng mắt ra. Thị điểm không thèm trả lời, chỉ nguyết một cái rồi bước vào nhà trong. Quỳnh càng tức hơn nữa. Khi Quỳnh đi rồi, quan bàng hỏi con gái. Mời rõ những chuyện xảy ra giữa Quỳnh và thị điểm. Bất giác ông phải thở dài nói. Không ngờ con người thế lại thế. Và cũng vì thế Cả cha lẫn con không thèm đếm xỉa hay nhắc gì Quỳnh nữa Lại dĩ nhiên cuộc hôn nhân giữa điểm và Quỳnh không thể nào thành vậy Quỳnh cho thị điểm lấy chồng đi cày thật Từ xã nhà quan bảng đi ra Đến một gốc đa đầu làng nọ Quỳnh thấy một anh thanh niên độ ngoài 20 tuổi Đang thả trâu và gác cày ngồi nghỉ Quỳnh thấy anh ta thổi nùi rơm Lấy lửa hút thuốc lào bằng điếu cày liền lết tới xin hút nhờ điếu rồi làm quen hỏi chuyện anh đã có vợ con gì chưa anh nọ trả lời chưa còn nghèo lắm tiền đâu mà cưới vợ quỳnh hỏi anh muốn lấy cô điểm con gái quan bảng không nghe nói anh nọ vừa phì cười vừa thẹn đỏ mặt cho là quỳnh nói chế giễu mình nên đáp lại trời đất thần thánh ơi cậu nói gì lạ vậy tôi là thứ dân ngu cu đen Chữ nhất không biết Đũa mốc đầu dám trở lên mâm đồng để mà gắp Học giỏi văn hai chữ tốt đến như cậu Quỳnh Mà cô ta còn chê Thì tôi nước non gì Họa may được các thúng sách đẩy theo hầu là vạn phúc lắm rồi Quỳnh đáp Nói thật đấy Anh đẹp trai đáo để Mà cô điểm lại thích những anh chàng đẹp trai Nếu anh muốn tôi hết lòng giúp cho Chỉ có điều cần thiết là anh phải nghe tôi Tôi bảo sao anh cứ làm y như thế vậy Quỳnh nói xong Đem một loạt kế hoạch nói ra Anh nọ cả mừng như bố chết sống lại Rồi xưng con đáp lại Dạ thưa cậu Nếu quả như vậy thì con xin cắn cỏ ngậm vành Sống tết chết dỗ Chẳng bao giờ dám quên ơn gây dựng lớn lao Đoạn anh ta nghỉ cày Giặt trâu đem đồ người về nhà Dước theo cả Quỳnh về tôn lên làm thầy Để thiết đãi nuôi nấng Theo kế hoạch đã xếp đặt của Quỳnh việc đầu tiên là anh chọn ngày tốt đem xôi gà rượu chè và trầu cau làm lễ đến nhà quan bảng xin tập văn mặc dù sức học chỉ mới vỡ lòng có quyền tam tự kinh quan bảng thu nhận làm học trò ra đầu bài cho anh đem về nhà làm và hẹn ngày đến nộp tới kỷ chấm quan bảng cầm quyền văn của anh ta xem đi xem lại mấy lần thấy câu giả dặn nghĩa thâm thúy lời lời châu ngọc hàng hàng gấm theo chẳng kém gì cô quỳnh độ nọ Ngoài ra, quan lại thấy anh tướng mạo khôi ngô vạm vỡ, tác phong nghiêm chỉnh, tư cách đàng hoàng, chưa không thuộc hạng bướng bỉnh và rắn mắt như Quỳnh. Quan đẹp lòng lắm, nên sau một vài tháng, quan ngỏ lời muốn đem thị điểm gả cho anh. Quan hứa đài thọ mọi phí tổn và định ngày làm lễ cho hai trẻ thành hôn. Anh ta đem việc về kể lại. Quỳnh dặn hễ gả thì cho cưới đem về, chưa nhất định không chịu ở dề. Quỳnh lại bảo anh phải nghiêm nghị và phải nhớ như chôn sâu vào bụng hễ thị điểm có rời cho chữ nghĩa cứ gạt phát ngay đi bảo bổn phận đàn bà con gái là tề gia nội trợ kể cả những khi vợ chồng âu yếm đầu gối tay ấp bằng không thì mọi việc hỏng hết anh ta vâng vâng giả giả tới ngày gần cưới quỳnh lại bảo anh đem tất cả cày bừa cưa ra từng khúc nhỏ bỏ vào một cái tủ sơn son khóa chặt lại và căn dặn chỉ khi nào thị điểm có thai gần đẻ mới cho biết mà thôi. Dặn xong mọi việc, Quỳnh từ giã nhà anh, hẹn ngày khác sẽ gặp nhau ở nhà quan bảng nhẫn. Đám cưới của anh và thị điểm được cử hành rất long trọng. Vợ chồng quan bảng mừng thầm cho con gái được hạnh phúc, trao tư phải lứa, gieo cầu đáng nơi, trai tài gái sắc, xuân đang vừa thì. Vợ chồng thị điểm ăn ở với nhau bao bốn tháng, mà vẫn chưa hề cùng nhau đàm luận văn chương gì thị điểm nhiều lần muốn nói xong cứ bị đức ông chồng nghiêm nghị gạt đi thị điểm lấy làm lạ là ở chỗ sao chồng mình lúc nào cũng chỉ thấy xem có quyền tam tự kinh mà hỏi thì lại bị nghe câu đáp lại mình đàn bà con gái biết gì mà hỏi trong này còn nhiều nghĩa lý cao xa lắm kẻ học tầm thường không thể hiểu được đâu thị điểm tưởng chồng giỏi thật nhưng vẫn băn khoăn và thắc mắc nhân một bữa chồng đi vắng mới đánh liều cậy khóa ra xem trong tủ có sách vở gì quý không mà thấy bên ngoài có thép bốn chữ vàng thánh hiền chi bảo tức là của báu của thánh hiền cánh tủ mở ra thị điểm đứng nhìn như chết đứng người lại té ra thánh hiền chi bảo ở đây không phải là kinh truyện của các cụ khổng tử mạnh tử mà chính là bộ đồ nghề của các cụ thần nông hiên viên khi chồng về thị điểm hạch hỏi Đức Làng quần lúc đó mới phải cắn răng cung khai hết sự thật. Nhưng không biết cái ông bảy mưu kế ấy có họ tên là gì. Thị điểm lấy phải chồng sốt, nhưng cá đã cắn câu, đành phải giải quyết bằng cách đóng cửa để dạy chồng học. Khi nhà quan bảng có dỗ bố, vợ chồng thị điểm lại tất nhiên phải đến. Quỳnh biết vậy cũng đem lễ vật sang. Anh thợ cầy thấy vậy, vội vàng dắt vợ lại lại lấy lại đề. Thị điểm thấy chồng lại cũng bất đắc dĩ phải lại, Quỳnh vênh mặt cười nói Điểm, biết tay Quỳnh chưa? Quỳnh đã bảo kia mà Thị điểm lúc đó mới giật mình hiểu ra Chính Quỳnh là quân sư của Đức Lang Quân mình Đầu dây mối nhợ của cuộc hôn nhân oai oam này do Quỳnh mà ra Điểm nghị oán Quỳnh đến tận xương tận tùy Nhưng ván đã đóng thuyền Còn biết làm sao mà gỡ ra cho được Thôi thì một liều ba bảy cũng liều Đành như con trẻ chơi diều đứt dây cho yên hàn mọi sự Chương 3 Trạng Quỳnh đi thi hương thi hội Khai đổ thối lỗ và ung tai tắc cổ Năm Bảo Thái thứ 20 đời vua Lê Dụ Tôn Triều Đình mở khoa thi hương ở Thăng Long Quỳnh vác lều trống ra dự thi Quỳnh đỗ thủ khoa tức cống sinh số 1 Nên được gọi là cống Quỳnh từ đó Khoa này đầu bài kinh nghĩa ra Hàn dị công chúa giá thuyền vu tức nhà Hán đem công chúa gả cho chúa thuyền vu, vua hung nô. Các thí sinh phải giải thích sự này. Bài Cống Quỳnh làm trong có câu Vụ kinh bách chiếu dĩ khai đồ, vạn vô nhất thi nhi thối lỗ. Nghĩa là các quan võ phải đánh trăm trận mới dựng được cơ đồ. Các quan văn không có một câu thơ nào để cho giặc rút lui. Còn đầu bài phú Sa, Thái Bình thịnh trị phú, bài của Cống Quỳnh trong có câu quân tác cổ thần tác cổ đời hàm quan ngu thuấn chi công thượng ung tai hạ ung tai ý đầu lại đường nghiêu chi trị nghĩa là nhà vua theo khuôn phép đời xưa bảy tôi theo khuôn phép đời xưa khắp nơi đều được nhờ công của vua thuấn người trên hòa nhã người dưới hòa nhã trốn trốn đều được thịnh trị như thời đại vua nghiêu các quan giám khảo cho là những câu văn tuyệt tác khuyên lấy khuyên đề và chấm cho đỗ đầu. Chùa An Đô Vương Trịnh Cương được tin, cả mừng, Cho đem quyển thi của Quỳnh vào xem lại. Chùa đắc ý lắm, tới khi giao cho đình thần điểm lại, mới hay những câu được gọi là tuyệt tác như trên, chính lại những câu đại báng nhạo của Quỳnh. Những câu ấy cứ theo chữ Hán thì rất là nghiêm trang, nhưng qua tiếng Việt thì lại rất tục tàn xiên sò. Nào khai đồ, nào thối lỗ, nào ung tai, nào tác cổ, như thế là với bài kinh nghĩa tác giả có ẩn ý bảo nàng công chúa nhà hán là gái đã khai đồ thối lỗ chả còn giá trị gì và với bài phú thi ẩn ý bảo vua và các quan là những người tác cổ chỉ biết ăn cho đến tác nghẹn cổ họng mà thôi còn người trên kẻ dưới đều là những hạng ung tai chẳng nghe hiểu gì hết cả chiều ai nấy đều tức cười và lấy làm bực lắm nhưng chót đã cho quỳnh đậu rồi đành phải lờ đi cho qua chuyện viết văn cái trống và làm thơ vẽ voi thi hương xong cống quỳnh vào thi hội trong lúc quỳnh đang làm bài bỗng có quan chủ khảo đi tới nhân thấy quan đứng ra mình làm bài quỳnh ngẩng mặt lên hỏi dạ bẩm quan lớn đoạn cuối này khó quá thì làm sao quan chủ khảo cười nói khó quá thì làm trống chứ sao ý của quan nói là không làm được thì bỏ trống nhưng Quỳnh lại thừa thế viết ngay Ô hô ra châu tang mít Tư ký thành bưng bít chi công Đám dỗ nhà chay Thượng ký đổ thì thùng chi hiệu Quỳnh viết xong Một lúc sau quan tới nữa Quỳnh lại hỏi Dạ bẩm quan lớn Bài viết xong cả rồi Mà giấy còn thừa thì sao đây Quan cười đáp Thừa giấy vẽ voi Chưa còn làm gì nữa quan nói là nói đùa theo tục ngữ Nhưng Quỳnh nắm lấy thóp ấy Vẽ ngay mấy con voi vào chỗ giấy còn dư Và để một bài thơ tứ tuyệt bằng quốc âm như sau Văn chương phú lục đã xong rồi Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi Tớ có điều này xin bảo thật Thằng nào cười tớ nó ăn bòi Khi các quyền thí sinh được thâu nạp Các quan chấm dài thấy hay quá Đáng để trạng nguyên lắm Nhưng đến cuối bài lại thấy mấy câu kỳ cục trên và bài thơ voi sắc dược nọ Liền cho hợp phách lại để xem là của thí sinh nào Được biết là của Cống Quỳnh Các quan cho lính truyền lôi triệu và hỏi lý do Quỳnh thản nhiên đáp Ấy là quan chủ khảo bà Lam đó Quan chủ khảo trừng mắt Tôi bảo Lam bao giờ Quỳnh trả lời Thì tôi hỏi làm sao Quan lớn chẳng bảo tôi làm trống là gì Rồi tôi hỏi thừa giấy làm sao Quan chẳng bảo vẽ voi đi à? Quán lớn nhớ lại, xem có đúng hay không? Cả quan nghe nói, ai nấy đều lắc đầu và cho Quỳnh lui ra. Do đó khoa thi hội ấy, Quỳnh bị dẫm vỏ chuối. Và từ đó, Quỳnh nhất định không thèm thi cử nữa. Tạ cô hàng bánh và trêu bà giáo thủ. Bị rớt khoa thi hội, cống Quỳnh vác liều trọng về quê. Tới làng nọ, có quán bánh đầu đường, Quỳnh ghé vào nghỉ chân Thầy khách vào Cô hàng theo phép lịch sự Đòn đả mời khách ăn bánh uống nước Thầy địa bánh rán ngon quá Quỳnh đang lúc bụng đói miệng thèm Lệ phép thưa Đang lúc đi đường xa hết tiền Mà cô lại có lòng tốt cho ăn thế này Còn gì sung sướng bằng Nói xong Quỳnh với địa bánh ăn một hơi hết sạch Ăn xong Quỳnh đứng dậy cảm ơn cô hàng Rồi chào mà bước đi Cô hàng bánh lật đật chạy ra níu áo đòi tiền Quỳnh giả bộ ngạc nhiên nói Tôi cứ yên trí nghĩ cô có lòng tốt Thương kẻ trò nghèo mà mời ăn Ai ngờ lại đòi tiền thế này Trong túi tôi không có một đồng nào Làm sao mà trả đây Thôi xin làm bài thơ để lại tạ ơn cô vậy Cô hàng hỏi Thơ gì Quỳnh đọc ngay Đang khi nắng cực đói lòng thay Thế đại ơn cô có bụng này Giờ biết lấy gì đền đáp lại Xin quỷ hai gối chống hai tay Quỳnh đọc xong Cô hàng nổi thẹn đỏ mặt lên Và thấy cung cách như vậy Cũng đành phải để cho Quỳnh đi Trời tối Cống Quỳnh ghé vào một quán khác ngủ trọ Trong quán có anh học trò Cũng cùng cảnh ngộ mình Quỳnh hỏi thăm biết anh có đem một cái thư Của thầy học Tức ông giáo thụ là người ở cùng tổng với anh đêm khuya thừa lúc anh nọ ngủ say quỳnh lén mở hành lý ra xem thấy phong thư của ông giáo để trong quyển sách quỳnh mở xem thấy thư viết mùi mẫn liền xé đi viết mạo một bức khác thế vào bằng tám câu sau đây này lời giáo thủ gửi về quê nhắn nhủ bà hay chớ ngứa nghề cõi bác anh mang thằng củ lẳng miền nam em gửi cái chai he hãy còn vướng vít như hang thỏ hay đã to ho quá lỗ chê dù có thế nào thì chịu vậy nên chăng thì hãy đợi anh về sáng xa anh học trò vô tình không hay biết gì hết trở dậy trào quỳnh rồi lên đường về sớm tới quê anh vội qua nhà bà giáo thụ trước để trao cho bà tận tay bức thư của ông chồng lâu ngày nhớ chồng nay được thư về bà giáo mừng quá vội mở ra xem bà đọc đến đâu dẫn đến đấy nghĩ bụng chồng mình trước nay vẫn đứng đắn sau này lại ăn nói thế này hay bị con nào quyến rũ đã đốc chết rồi đây thế rồi bà tức tốc sắm sửa hành lý lại kinh để hạch tội ông giáo thấy vợ từ quê nhà lên thăm ông giáo mừng quá hỏi thăm kia nọ nhưng bà giáo cứ mặt lạnh như tiền đến lúc vắng khách chỉ còn hai vợ chồng bà giáo mới nổi tam bành dồn cho chồng một trận khá nên thân nên dáng Ông giáo sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện và được bà giáo chỉ cho xem bài thơ nọ, vội cho đi tìm anh học trò để hỏi căn do về sự bị cháo của bức thư. Anh học trò ngẩn ngơ không hiểu, cứ sự thật kể lại và kể lại hình dáng ông khách cùng trọ chung với mình. Ông giáo suy nghĩ một lúc chửi thề nói: Thôi rồi, lại thằng trời đánh thánh vật này nó chơi xỏ mình rồi. Bà giáo hỏi: Thằng trời đánh thánh vật là thằng nào kia chứ? Ông giáo lại chửi thề Tôi chắc thằng này chỉ là thằng cống quỳnh Chứ chẳng còn ma nào vào đó Đời này chỉ có nó mà thôi Mà là cống quỳnh thật Cống quỳnh thi hỏng Bắt bà banh nằm xuống Khi qua chỗ giáp giới Của hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa hiện nay Cống quỳnh ghé lại nghỉ mát Ở dưới bóng cây đa bên pho tượng bà banh Tượng là một hình người đàn bà bằng đá Đứng khỏa thân Một tay chỉ lên ngực một tay chỉ xuống phía dưới như chiêu đám thuộc trần qua lại nhưng ai thấy mà cười thể nào khi về cũng bị bệnh mà bệnh phải làm lễ đi lễ tạ mới hết chứ không thuốc men nào chữa được quỳnh đứng nhìn thấy trướng mắt quá lại đang lúc bực về thi hỏng nên nổi nóng trỏ ngay vào mặt bà banh còn phải rõ này tao rớt trạng nguyên là vì lúc đi đường gặp mày đấy nói đoạn quỳnh giơ thẳng chân đạp một cái pho tượng bà banh nằm ngửa ra chưa đã giận quỳnh lại trèo ngay lên bụng lấy bút mực ra đề vào một bài thơ thơ rằng khen ai đẽo đá tạc nên mày khéo đứng du mà đứng mãi đây trên cổ đếm đeo trăm chuỗi hạt dưới chân đứng chéo một đôi giày ấy đã để đồ trêu gạo trẻ hay là bốc gạo thử thanh thầy có ngứa gần đây nhiều gốc dứa Phố phang chi hở cái con này Quỳnh để xong bài thơ Phò tượng đổ mồ hôi như tắm Và cũng từ đó không còn có linh ứng gì nữa Nghị thấy cũng táo bạo là Quỳnh Giỏi thay là Quỳnh Và ở đời cũng chỉ có những tay như Quỳnh Mới dám làm vậy thôi Chương 4 Trạng Quỳnh trên nào đường đất nước Một mâm rượu Một bài thơ đường luật bị rớt thi hội nhưng còn chân thủ khoa thi hương cống quỳnh có thể được triều đình cho tập sự vài tháng rồi sơ bổ đi làm chức giáo thủ tức quan coi việc học ở một phủ hay một huyện nào đó nhưng quỳnh nghĩ tức khí không thèm để ngày ngày đi ngao du đây đó mặc dù chúa trịnh có nhiều lần cho khỏi nghe tiếng chợ gạo ở kinh kỳ là chợ buôn bán sầm uất lắm cống quỳnh đi chơi xem quỳnh thấy sự sầm uất chỉ toàn là cửa hàng cửa quán của ngô khách nghĩa là hoa kiều và những dãy lầu xanh chẳng chịt nên tước cảnh là một bài thơ len dán vào cửa chợ như sau tiếng đồn chợ gạo đất kinh kỳ quỳnh tới dạo chơi chẳng thấy chi ngô lớn ngô non răng trắng nhờn đĩ già đĩ trẻ tóc đen xì dán xong quỳnh bỏ đi một nước nghe đồn ở tuyên quang có nhiều phong cảnh lạ sơn sơn thủy thủy rất hữu tình Quỳnh đi bộ lên xem. Tới một quán nước nọ, Quỳnh ghé vào nghỉ chân, tự xưng là thầy đồ. Cô hàng vốn cũng là gái thích văn thơ chữ nghĩa, nên nghe xưng thầy đồ liền bảo. Thầy đồ thì chắc thơ hay lắm, vậy thầy hãy tức cảnh cho em một bài thơ xem nào. Quỳnh đáp. Gì thì hiếm, chơi thơ của tôi thì chứa cả quán này không hết, nhưng phải thế nào tôi mới làm. Cô hàng thấy khách có vẻ kiêu ngạo nói nếu thầy làm hay em đây sẽ mất cho bữa rượu quỳnh gọi đem rượu và đồ ăn ra rồi vừa vắt chân đánh chén vừa đọc lên sang sảng bán hàng này cô đã mấy tuổi nước cô còn nóng hay là nguội lủng lẳng trên treo giam cái nem lơ thơ dưới móc một buồng chuối bánh rán bánh dày đều thoa mỡ khoai ngứa khoai lang cũng chấm muối ăn uống xong rồi tiền chưa đủ biết nhau cho chịu một vài buổi. Vì thơ có tính chất đùa cợt, nên Quỳnh đọc đến đâu, khách ngồi trong quán phá lên cười đến đó, đồng thời lại vỗ tay khen hay, làm cô nàng đã thẹn đỏ mặt càng thẹn đỏ mặt thêm. Cô hàng tưởng chuyện chơi, không rẻ ăn xong, Quỳnh đứng dậy cảm ơn rồi thản nhiên bước đi. Cô ả à chạy theo đòi tiền, Quỳnh phân bua với khách khứa. Có các ông các bà làm chứng đó, Cô bảo hễ làm thơ hay thì mất cho bữa rượu. Mà thơ hay thế, còn đòi cái khỉ khô gì nữa? Và lại tôi đã nói là cô chỉ cho chịu, chưa đâu không trả, mà còn đòi với hỏi. Hay muốn bài thơ nữa? Cô hàng phần bị đuối lý, lại phần sợ bị nghe thơ kiểu này, nên đành phải chịu mất toi một bữa rượu cho Quỳnh. Và từ đó cô nàng cũng hết dám ti toai chữ nghĩa. Học trò hoàng hóa, cô ả tuyên quang khi đến một cánh đồng nọ thuộc Tuyên Quang, Cống Quỳnh thấy một cô gái đứng coi một đám thợ gặt lúa. Cô này xem bộ có vẻ tranh chua hách dịch, thỉnh thoảng lại la người này hét người kia. Quỳnh đứng ngắm một lúc, rồi chạy lại xin đón lúa. Cô ả hất hàm, kiêu ngạo lên mặt hỏi. Chú ở đâu mà đến xin với sỏ? Quỳnh ra bộ lễ phép. Dạ thưa chị, em là học trò nghèo ở Hoàng Hóa qua đây, mong chị làm ơn làm phúc cho cô ả à cười nói chú là học trò à học trò thử làm một bài thơ xem nào bọn thợ gạt thấy lạ ai nấy đều dán con mắt nhìn xem tấn kỉnh ngắn sẽ diễn ra làm sao quỳnh thấy vậy bụng bảo dạ được con danh mày sẽ biết tay tao đoạn đằng hắng lấy giọng dạ thưa chị em đọc ạ à. ừ đọc đi quỳnh đọc thật lớn tiếng chú ý cho mọi người nghe rõ tuyên quang hoàng hóa cũng thì vua nắng cực cho nên bị mất mùa lại đứng đầu bờ xin sỏ chị chị nỡ lòng nào chị chẳng cho nghe đến những tiếng nắng cực như xin sỏ ai nấy đều bưng miệng mà cười cô ả biết bị anh chàng chơi lớn và cảm thấy xấu hổ với đám thợ đang gặt nên vội rút lui về một mách nhưng bị Quỳnh chạy theo níu lại Nắng cực quá Em đến xin xỏ chị Bảo làm thơ Thơ đã làm rồi Chị có cho không Chứ để đứng đây thì nắng cực chết mất Cô à phải xuống nước Xách một đòn lúa cho Quỳnh Và năn nỉ mãi Quỳnh mới đi cho Sau câu chuyện này Có người cho biết Anh học trò xin lúa và làm thơ ấy Không ai khác hơn là cống Quỳnh Cô à nghĩ lại càng thẹn thò với chúng bạn và những người xung quanh hơn nữa. Chưa kể đến chuyện bị cha mẹ và họ hàng la dày. Ở đây cũng là một bài học cho đám chị em sống cùng thuyền cùng hội. Nhất là bọn tiểu thư thường hay có tánh phách lối. Và lên mặt làm tàng trong khi chẳng có tí tẻo gì là nhân phẩm nhân cách. Đau thì đau thật. Nhưng sướng quá. Nghe đồn phố Hiến là nơi ăn chơi nổi tiếng lịch sự. Quỳnh tới xem phong cảnh thấy cũng ưa lắm. Tối nọ. Quỳnh một mình cuốc bộ qua cửa một lầu xanh. Mấy cô ả làng chơi, chạy ra kéo Quỳnh vô. Kẻ rờ quần, kẻ nắn túi. Quỳnh xuống nước năn nỉ. Anh nghèo lắm, các em muốn làm ăn to thì buông ra. Anh sẽ mách cho mấy đám. Mấy cô ả gạn hỏi. Đám nào? Có thật không? Quỳnh đáp trôi như dòng nước chảy xuôi. Tổ sư thằng nào mà nói láo. Số là có mấy ca quan sắp đi chảy Nghĩa là đi công tác hay đi nhậm chức Muốn đi mùi một bữa Nên sai tôi đi dọ tìm Rồi về bẩm cho các ngài Không thế ai qua đây làm gì Các cô ả nghe nói Mừng quính quýt Buông quỳnh ra xuống lại hỏi Hệ anh đánh mối cho các ngài đến đây Các em sẽ hậu tạ Và tặng anh một món bổ nhất Quỳnh ừ ừ hứ hứ Rồi thong thả đi về Đến nhà trọ Quỳnh cho triệu tập một số sầm Người mù đi hát xong Đến cho ăn uống no say rồi hỏi Có anh nào có muốn đi nhà thổ không? Được lời sướng như chết Lạ gì cái thứ lâu ngày chỉ có dương không âm Tất cả đều nhau nhau một lượt Dạ bẩm quan lớn Nếu quan lớn quá nghĩ đến lũ chúng con tàn tật như vậy Thì còn gì phúc đức hơn Xin chết sẽ kết quả ngậm vanh Quỳnh hẹn ngày rồi cho tất cả mặc quần áo bằng giấy sai thủ hạ cứ từng anh một cho lên võng cáng đi đêm ấy các cô ả à đều thắp đèn ngồi chờ và không tiếp một ai quỳnh đến trước báo tin chọn lấy một con trẻ đẹp nhất để hành lạc rồi bảo tắt đèn đi vì sợ người ngoài biết quỳnh bảo các quan dự ý không thích đèn sáng đâu các em phải lễ phép im lặng không có ở tù mòn gông cả đám đấy ý của quan đã muốn là trời muốn các em chớ làm sai các cô ả à vâng vâng giả giả đêm ấy đúng như lời quỳnh các quan nhà ta tha hồ mà đú đờn với các chị các em các cô ả à tưởng sẽ được mẹ phát tài to không rẻ sáng mai mặt trời đã lên đến ngọn sào mà chả thấy quan nào thức dậy một chị xót ruột đánh bạo đi vào phòng xem thì trời ơi quan chả thấy đâu chỉ thấy một lũ sầm mù già sóc cú đế với một đống quần áo chiều phục toàn bằng giấy và giấy. Cả cô ả tức điên người lên, sấn lại miệng chửi tay đánh. Tần cho lũ sầm một trận om xương, rồi kéo sình sạch ra đường cho cái thân trần như nhộng, tha hồ mà bò lê bò quàng, khiến cho hàng phố được một trận cười ra nước mắt. Tội nghiệp, lũ sầm bị một trận đòn thập tử nhất sinh, mà cũng dáng gọi nhau. Anh em ơi, đau thì đau thật, nhưng sướng quá. ca cô ả à cam quỳnh đến thấu xương thấu tủy, nhưng tìm anh như thể tìm châu, cồn kia bãi nọ biết đâu mà tìm. Tìm anh như thể tìm chim, chim ăn bể bắc đi tìm bể đông. Cũng kể từ đó, ca cô hết còn bí banh trêu níu những đàn ông qua lại. Và cũng lâu lắm, đến cả tháng sau mới biết cả chơi sò. chẳng ai khác hơn là cống quỳnh. Mai quảng xuống ao thì đây quảng Trong những ngày Quỳnh còn ở nhà Trên con đường từ Yên Vực đi huyện Hoàng Hóa Quan huyện sở tại thường đi lại luôn luôn Vào mỗi lần đi Dân phu phải thay phiên cáng võng Cống Quỳnh biết thế Một hôm dình lúc quan đi gần tới Quỳnh xách một cái mai đào đất ra đứng bên đường cái Quan thấy một dân đinh đứng lắc lơ lắc láo Liền gọi lại bắt ghé vào đùi cáng Quỳnh thưa Dạ bẩm quan lớn Con cáng thì được rồi Xong mai này để đâu Quản thét Mai quảng xuống ao kia Quỳnh bỏ mai lại Cáng quan đi một quãng Sáng mai Quỳnh lại ra đón Và lại phải ghé vai cáng nữa Khi đến một cái ao mà đêm qua Quỳnh đã cho đem phân người và châu bò đồ xuống Suốt kỳ bất ý Quỳnh hớt ngay cả quan lẫn cáng xuống ao Rồi ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa ngoảnh lại nói rõ thật to bảo mai quẳng xuống ao thì quỳnh này quẳng xuống còn kêu ca gì nữa hay chưa được vừa ý quan bị một mẹ uống nước thúi no bụng và tắm cũng ngập đầu nhưng nghe kẻ chơi xỏ xứng tên là quỳnh thì lại hoảng hồn vía nên đành phải cắn sang chịu đựng từ đó bố bảo cũng không dám hoạch sách người qua lại muốn thành ông nọ bà kia được Người làng yên vực Thấy Quỳnh Thi độ công sinh thủ khoa Mà không chịu ra làm quan Nên mỗi khi có chuyện Có nhiều ông bà lại than thở trách móc Người ta nói Một người làm quan cả làng mát mặt Mà quan lớn không chịu ra làm việc Để giúp chúng tôi thành ông nọ bà kia Cho mở mặt với đời Ý nói là làm nên trước phận Quỳnh an ủi Cứ gì phải làm việc Nếu các ông các bà muốn thành các ông nọ bà kia Thì có khó khăn gì được, tôi sẽ tận lực giúp cho. Ai nấy tưởng thật. Cách đó không lâu Quỳnh đi chơi xa. Họp mấy ông chức sắc trong làng lại rồi bảo. Triều đình hiện nay đang cần mấy tay hành khiển. Gấp lắm. Tôi đã tiến cử vào vương phủ mấy người. Còn mấy người nữa để phần làng ta. Vậy các ông nên sắm gấp hành lý để tiến kinh cho kịp. Được lời như cởi tấm lòng. Ai nấy đều mừng như tiên tổ sống lại. Tối hôm đó, Quỳnh làm bữa tiệc, mời mấy ông nốc rượu cho say mềm. Rồi nửa đêm sai gia nhân võng về. Cứ ông này đưa về nhà ông nọ, ông nọ đưa về nhà ông kia và gọi các bà vợ ra đỡ, nói là bị cảm. Ở nhà quê hồi đó, đèn đóm không phải sự dễ, lại thấy đức ông chồng nằm sóng sườn như chết, nên các bà chỉ còn nước uống quýt, vực vào mùng đấm bóp. Rồi dần dần thì tới cái câu chuyện, Đêm khuya ai dễ cầm lòng cho đang Sáng sau tỉnh dậy Các ông các bà đều trưng hừng Mặt mày suý xị như các tàn cả lũ Nhưng như gái đã ngồi vào cọc Đâu dám nói gì Còn đến hỏi Quỳnh thì Quỳnh la mắng gia nhân vô ý vô tứ trước Rồi quay lại cười bảo Thôi Chưa tiến kinh mà đêm qua đã thành ông nọ bà kia rồi Còn đi làm chi cho mất công tốn của Bị trận sỏ đau quá Thôi từ đó trở đi mọi người đều cạch. Thính Nhử cũng không dám đòi làm ông nọ bà kia ở trước mặt Quỳnh nữa. Làm van cho hàng xóm tế vợ Ấy đối với người làng, Cống Quỳnh cũng chơi sỏ như thế đấy. Chưa hết, lần khác một anh hàng xóm có tang vợ đến xin một bài văn để tế. Quỳnh bảo cứ về đi, lúc tế sẽ đem sang. Tuần tế bắt đầu, chờ hết nước chẳng thấy bóng Quỳnh đâu, khi gần đọc văn tế Quỳnh đem bài đến Vì gấp quá Và lại cũng tin tại ông cống nên không ai xem trước Bài văn này Quỳnh viết Trước linh sàng bài vị khóc mà than rằng Nhớ mẹ ngày xưa Đen thủi đen thui Dỗ chẳng dỗ chịt Vú thẳng dưa gang Rún lồi quả quýt Cũng bậc khuê nghi Vốn dòng hào kiệt Răng đen hạt bí Tám gánh bựa cơm Ma phính quả bầu hai quan tiền thịt, mảy thuôn lá ổi trí thanh, tóc mượt dễ che chi mịt, sở lên đầu cháy rụng trùm sung, mó đến háng dính như sơ mít, nách đã hôi lại hắc lào cả đám, càng thơm tho như ổ chuột trù, bụng đã đen lại sâu quảng hàng tầng, gửi phừng phức như mùi cóc chết. Người đà lắm vẻ lạ lùng, nết lại nhiều điều đặc biệt, nói năng đã khéo tựa cám hâm, ăn uống lại tài hơn mỏ khoét, chưa đi đến chợ, đã đánh thông hàng nửa gánh quà. Mới bước về nhà, đã tuôn ra hàng chàng giám dít. Mỗi khi sen vàng dạo gót, nghe êm êm như ngựa tế voi lồng. Đòi phen thỏ thẹo anh vàng, nghe vang vẳng như mèo gào lợn hét. Nhờ lộc đất vườn dưa năm bảy thừa, người ngọc nay đã xa vắng, biết lấy ai mặt nạ thổi đùng chim. Ơn trời cho ruộng lúa một vài xào, bao giờ còn thấy cổ nhân, mà mượn thế bù nhìn chi đuổi xít. Ôi thương ôi, trời hỡi ơi trời, nết ôi là nết. Những tưởng trăm năm sống mãi, vui vầy cùng lũ cái đàn con. Nào ngờ kinh nguyệt bất đều, thôi thì chết đi thì chết. Với tính chất của bài văn như vậy, thì mặc dù là đám tang ai nghe mà chẳng phải cười lăn, và dĩ nhiên chỉ sau mấy câu, người ta phải bỏ, chưa sao mà đọc tiếp được nữa. Tang gia bị cú bực mình lắm Sao đến trách móc Quỳnh thản nhiên trả lời Bộ tôi làm thế Có đặt điều vu oan nói bậy cho bác gái nhà không Bình sinh bác ấy không phải người vậy sao Nói đoạn Quỳnh than thở Hờ Thế mới biết câu tục ngữ Lời thật mất lòng Là đúng thay là đúng thay Thôi từ giờ về sau Thằng này không dám làm cho ai nữa Nói thật thì chẳng ai chịu nghe thiên hạ thích láo kia mà mình thì không thể láo được thằng nào bảo thằng nào cống quỳnh thường hay đi chơi xa khi đi về phải qua một con đò nhưng cứ luôn luôn thiếu tiền đò anh lái anh này cằn nhằn mãi quỳnh khuyên nhủ chú cứ yên tâm tớ sẽ có cách trả lại cho tha hồ mà tiêu quỳnh thấy người đời có óc hiếu kỳ nên một hôm bảo anh lái đò làm một cái lều ở bên kia sông anh này hỏi lý do quỳnh nói tớ xem thiên văn thấy có một vị thần sống sắp sáng lâm ở đó để chỉ cho người đời biết trước mọi việc cát hung và họa phúc chú nên làm cho thần ngự thần sẽ phù hộ cho phát tài sai lộc mà trở nên giàu có anh lái đò tưởng thật làm theo rồi cái câu nói trên được loan truyền đi khắp nơi một đồn mười mười đồn trăm thiên hạ nô nước đổ đi xem thần sống mà đi thì phải qua con đỏ anh nọ anh ta trở liên tù bất tận tha hồ mà lấy tiền nhưng người thần là ai số là khi lều làm xong quỳnh vào nằm trong đó cởi hết quần áo ra và ngoài đầy tấm biển chữ nôm mẹ thằng nào bảo thằng nào sau đó ai đến xem thần thấy cảnh trời trêu ấy cũng bỏ mà quay lại rồi gặp ai hỏi thế nào thế nào thần sống ra làm sao có chỉ dạy gì không? Thì chỉ còn nước im lặng để đi với vẻ mặt tiêu nghỉu và ngay như cán tàn. Riêng anh lái đò, nhờ thế mà trở nên giàu có. Trò chơi này kéo đến cả tháng mới chấm dứt. Một bữa xuống đò, anh lái đò hỏi tiền. Quỳnh mắng vốn. Lạ quá, tưởng tôi đòi tiền chú mới phải. Sao chú lại còn đòi tiền tôi? Anh nọ hiểu ra, phải xin lỗi cống Quỳnh. Và từ đó trở đi, không bao giờ dám hỏi tiền đỏ ông cống nữa thế mà chịu thua một em bé ấy lối châm chọc và đùa phá của cống quỳnh thế đấy nhưng chính trong đời quỳnh cũng có cái giờ mà quỳnh đâu có biết quỳnh tưởng trên trời dưới đất chỉ mình là nhất nhưng quỳnh đã bị một em bé làm cho cứng họng không sao gỡ gạc được bữa nọ quỳnh đứng vách quần tiểu tiện bên hàng rào của một gia đình nọ gác một chân lên gốc cây Lúc ấy vắng người Không xè một em bé độ 5-6 tuổi đi học về Thấy Quỳnh làm kiểu ấy Em bé khúc khích cười và nói Ông khách ở đâu lạ lùng quá Để chữa thẹn Quỳnh gọi em bé hỏi Mày thấy ai đái như tao thế này không Em bé không cần suy nghĩ trả lời ngay Cho đái như vậy đó Quả như vậy đó Vì loài chó bất cứ con nào khi đánh tiểu tiện cũng gách một chân lên Quỳnh nghe chết điếng người Thật nghĩ không biết làm sao gỡ gạc lại Nên chỉ còn nước vừa đi vừa lầm bầm Để tự an ủi lòng Hậu sinh khả úy Hậu sinh khả úy Đức Thánh Khổng xưa bị thằng bé con hạng thác vấn nạn Hẳn cũng như ta bây giờ vậy chương 5 Trạng Quỳnh đã dị đoan mê tín Đi lễ thành hoàng để cầu đảo cho vợ Trong những ngày ở nhà Cống Quỳnh chẳng những chỉ trêu chọc những hạng dởm đời như chương trước đã nói, mà ngay đến cả trời thần Phật Thánh, Quỳnh cũng không từ. Có ai đề cập đến việc này? Quỳnh trả lời thẳng ngay. Trời thần Phật Thánh quý là ở Đức, chứ đâu phải ở lễ. Nay cũng mai kiến, chỗ này cầu chỗ kia đảo, chỗ nọ miếu chỗ kia đình. Những kẻ đặt ra chỉ để dối gạt đàn bà con trẻ, kiếm lợi cá nhân thôi. Trời Phật thần Thánh đâu phải bọn tục tử phàm phu mà ở đó cùng nhận hưởng những thứ lễ vật đó thế nên có lần vợ quỳnh mắc bệnh đòi đi lễ quỳnh nhất định không nghe bảo một là uống thuốc hai là đi lễ muốn đằng nào thì đăng người nhà phải nghe nhưng bệnh vẫn không khỏi vợ quỳnh sợ quá sai người đi xem bói thầy bói gieo quả đoán bị động miếu thành hoàng phải lễ tạ mới hết người nhà về thuật lại vợ quỳnh năn nỉ quá quỳnh phải chiều nghe và nói lễ tạ thì ta đi lễ cho nhưng không mua gì cả nói đoạn quỳnh chít khăn mặc áo chỉnh tề đi ra chuồng gà lấy hai quả trứng gà di đang ấp trong ổ bỏ vào túi đem đi tới miếu thành hoàng quỳnh bảo ông từ thắp hương lên rồi lấy hai quả trứng bỏ vào đĩa đặt lên bàn thờ ông từ lấy làm lạ và nghĩ quỳnh cũng quỳ khấn theo thông lệ như ai nhưng không quỳ chỉ đứng thẳng trước bàn thờ và đọc một bài văn khấn thành hoàng như sau. Chú là kẻ cả trong làng, tớ là người sang trong nước, đôi bên trước tước, chẳng kém gì nhau. Vì vợ tớ đau, tớ phải đi vái, phiên chợ thì trái, chẳng mua được gì. Có con gà ri, nó vừa nhảy ổ, bắt đem ra mổ, nghĩ cũng thương tình. Chú có anh Linh, rơi hai trứng vậy, nhớ đừng làm bậy, báo hại người ta. Làm tà làm hoạn Làm nạn chúng sinh Chú có anh Linh Nên chừa đi nhé Hai trứng gà đẻ Chú hãy sơi đi Ra sức độ trì Cho con vợ tớ Như thế là Cống Quỳnh cảnh cáo Thành Hoàng Chứ không phải lễ tạ Ông Tử thấy vậy cam trong bụng lắm Và nghĩ thế nào Thành Hoàng cũng vật chết vợ Quỳnh Có thể là luôn cả chồng nữa Nhưng lạ thay Mấy hôm vợ Quỳnh lại hết bệnh do đó dư luận trong làng lại có tiếng bàn tán thành hoàng bản thổ còn phải nể cống quỳnh hướng chi lũ người chân mắt thịt vay tiền và làm ruộng của bà chúa liễu hạnh ở thanh hóa nơi quê hương quỳnh ở lúc đó có ngôi đền linh lắm tức đền thờ bà công chúa liễu hạnh tụ gọi đền sòng hay sòng sơn thánh mẫu bà chúa vốn là công chúa quỳnh nương ở trên trời vì sơ ý làm vợ chén ngọc nên bị vương mẫu phạt đầy xuống trần. Công chúa đầu thai và làm con gái nhà họ Lê ở làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, có tên là Giáng Tiên. Giáng Tiên lấy chồng người họ đào, sinh được một trai, rồi mãn hạn về trời. Sau vì luyến cảnh trần tục, vương mẫu thương tình cho xuống trần trở lại và phong là liễu hạnh công chúa, nên gọi bà là chúa liễu. Bà chúa cùng hai thị nữ xuống phố Cát, Dựng một cái quán bán nước Thường sướng họa với các văn nhân sĩ tử Nhưng ai buông lời chọc ghẹo là bị chết tức thì Tiếng đồn đến tai nhà vua Vua cho là yêu quái Sai quan quân đi xẹp Quan quân bị bà vật chết rất nhiều Phải rút lui Cuối cùng dân chúng phải làm đền thờ Để cầu bà phù hộ Mọi tai nạn mới yên Sau chúa trịnh đi đánh giặc đến lễ đền Cầu phù cho thắng trận Quả được như ý nên tàu vua Lê xác phong bà làm sòng sơn thánh mẫu và trích công quỹ sửa sang lại đền thờ, cung cấp ruộng cung tế hàng năm. Bởi bà chúa linh thiêng như thế, nên số tiền cung lễ nhiều lắm mà không ai dám trộm cắp hay bớt xén mảy may, dù là những tay tổ tham nhũng hay đầu bướu đầu bò. Số tiền ấy để ngay trên bàn thờ, ai muốn vay cũng được, nhưng phải làm lễ và phải xin âm dương bằng hai đồng tiền. Hễ một đồng sấp đồng ngừa là được bà chấp thuận, còn ngửa cả hay sấp cả là không nghe tin quỳnh đến làm lễ xin vay nhưng thâm tâm định quỳt nên khi xin âm dương khấn rằng tàu lạy chúa nếu chúa cho vay nửa phân lời thì đồng sấp đồng ngửa không lấy lời thì hai đồng cùng sấp cho chịu chừng nào có trả thì cả hai cùng ngửa bà chúa rất linh nên nghe quỳnh khấn vậy liền làm hai đồng tiền gieo xuống cứ quay như trong tráng trên đĩa quỳnh thấy vậy gieo to Ha ha, tiền mối chúa mừng Thế là bà chị quá thương thằng em này nghèo khó Mà cho không nó vậy Nói xong Có bao nhiêu tiền còn trên bàn thờ Quỳnh vơ bỏ túi hết Rồi lễ tạ ra đi Được tiền rồi, ít lâu Cống Quỳnh lại đến lễ xin làm rẽ ruộng Từ điền bà chúa liễu Quỳnh khấn xin làm rẽ chia hai Quỳnh lấy gốc, bà chúa lấy ngọn Bà chúa cho được bằng dấu hiệu xin âm dương Lần này Quỳnh trồng khoai đến ngày giờ lấy củ đem về Còn bao nhiêu dây lá đem chất đầy vào đền và nói Đây, phần của chị đây, em không dám lấy một tí nào Bà chúa giận lắm, Quỳnh xin làm rẽ nữa Bà chúa dáng âm dương nhận phần gốc Lần này Quỳnh cấy lúa Tới mùa gặt, đem gốc giả chất vào đền và nói Thưa chị, chị lấy gốc thì đây toàn gốc nhé Gạt hái xong, Quỳnh xin làm rẽ nữa, Lần này bà chúa đòi lấy cả gốc ngọn Quỳnh trồng ngô trắng Tới mùa bẻ lấy bắp Rồi đem cây để cả gốc ngọn vào đền thờ Bị ba lần Quỳnh lỡm Từ đó bà chúa không dám âm dương cho phép Quỳnh làm nữa Phải chăng bà cũng phát ớn xương sống về mưu mẹo của Quỳnh Cho bò kéo đỗ ngai thờ chúa Mấy tháng sau Cống Quỳnh đi sòng sơn mua bò về cày ruộng Nhân đi qua đền thờ bà chúa liễu Quỳnh lại ghé vào Thấy trên bàn có một đống tiền Quỳnh làm lễ xin vay Bà chúa không dáng âm dương cho Quỳnh khấn Tấu lại chị Nếu không cho vay Thì xin chị cho em mượn Với số tiền mượn này Em sẽ mua cho chị một con rắt đem về Bà chúa dáng âm dương chấp nhận lời khấn Quỳnh lấy số tiền xuống Đếm được hơn 30 quan Khi trở về qua quỳnh dắt một con bò mẹ và một con bò con tới đền thờ quỳnh dắt con bò mẹ đến trước bàn thờ bà chúa nói tàu lại chị linh thiêng với ba mươi quan tiền không đủ mua nhưng em đã mua được cả hai mẹ con vậy xin phần chị con mẹ còn con con phần em lại chị phù hộ cho em được bình yên khỏe mạnh khấn xong quỳnh dắt con bò mẹ buộc vào cánh tay ngay trên bàn thờ bà chúa đây của chị chị giữ lấy Em xin kính lại chị để về Nói đoạn Quỳnh dắt con bỏ con đi Còn con bỏ mẹ thấy con bị dắt đi liền vùng thường chạy theo Kéo đổ cả ngay Tung cả bàn thờ hương án Bao nhiêu đồ đạc tế lễ đều cái vỡ cái gãy Tan tành chẳng còn một món nào Quỳnh thấy thế dừng lại Dắt luôn cả con bò mẹ đi và bảo tâu chị Chị thấy em nghèo Cho lại Em xin nhận lãnh và xin cảm ơn chị Dân sở tại khi biết được chuyện thì Quỳnh đã đi xa. Báo hại người ta phải sửa sang đền lại muốn chết. Họ làm đơn lên tỉnh thưa Quỳnh vì cái tội ngạo mạn thánh thần. Nhưng quan tỉnh cũng ngán tay Quỳnh. Nên khuyên nhủ bỏ qua và bảo với dân làng. Để bà chúa sẽ vật chết Quỳnh cho mà xem. Người ta cũng tin thế. Xong Quỳnh vẫn cứ sống phây phây. Và hãy nghe ai nhắc đến sự linh thiêng của bà chúa. Lại vênh vang tuyên bố. Quỳnh này là em bà chúa đây có muốn gì cứ lễ ta đây ta sẽ đi xin chị ta cho kể cũng ngán thay con người của cống quỳnh nhưng cũng phải nói chính nhờ những hành động của quỳnh mà người ta mới có thể đánh giá được sự linh thiêng của một số thần thánh nào vậy cầu mát được mát còn kêu ca gì làng yên vực có một anh mù chuyên sống bằng nghề phù thủy và bói toán năm nọ vào khoảng tháng tư âm lịch Dân làng theo lệ thường hàng năm Phải chọn ngày làm lễ cầu mát cho sống được bình yên Cầu mát có nghĩa là làm lễ tống khứ các ông hoàng dịch lệ đi nơi khác Tức những quỷ thần thường tạo ra các chứng bệnh thời khí Theo quan niệm thời ấy Cả làng hội lại làm lễ chung Rồi các tư gia sau đó có tiền của Cũng làm lễ riêng để cầu mai cầu phước Mà bất cứ đám nào Anh phù thủy nọ cũng là tay chủ lễ Gia đình Cống Quỳnh cũng thuộc hạng khá giả nhưng đã từ lâu bãi bỏ thứ lễ này một hôm gặp quỳnh anh phù thủy bảo năm nay ôn dịch hoành hành dữ dội lắm sao quan cống không làm lễ cầu mát cho gia đình yên ổn chết chửa ông không nhắc thì tôi đâu có nhớ nói đoạn quỳnh hứa tổ chức lễ và nhờ anh ta đến lễ giúp đúng ngày hẹn quỳnh sai người nhà đem chiếu giải sát ra bờ ao rồi dắt anh thầy phù thủy nọ ra ngồi sát bờ ngành mà xuống ao Quỳnh nói Đàn tràng xong cả Để tôi tháp xong, lễ xong Rồi ông đứng lên làm lễ khấn vái cho Anh thầy bói vâng vâng dạ dạ Một lúc mùi hương thơm nước bay ra Anh tưởng thật Tới khi Quỳnh bảo lễ Anh ta đứng dậy Vừa mới cung cúc đã té bổ nhào xuống ao sâu Mọi người có mặt cùng cười ô cả lên Tội nghiệp anh phù thủy mắt mù Chân tay của quạng Hụp lên hụp xuống Hệ ngóc lên được là kêu làng kêu xóm Thấy thế Quỳnh đứng trên bờ diễu Gơm, thầy giỏi quá Mới vừa cầu mát đã mát ngay Ông Cống ơi Ông giết hại tôi rồi Hại à Cầu mát đường mát còn kêu ca cái gì Rồi đợi cho anh này uống nước ao no bụng Quỳnh mới kéo lên Và tay kéo miệng bảo Như thế mát nhiều hay mát ít hả ông Bị chơi vố sỏ quá Nghĩ đáng đời thay Nhưng cũng thương hại cho anh ở chỗ tàn tật Và cũng trách Quỳnh đã bất chấp không tha Đầu mặt che nổ Chạy mau lên Bữa khác Quỳnh bước vào quán nước nọ Thầy có hơn chục anh thầy bói đang tụ tập trong quán Thầy bói xưa kia đều là những người mù Chứ không sáng mắt như mấy ông bà nay Bọn này gặp Quỳnh nhao nhao nói Quan cống thi đậu mà chẳng ra làm việc để cho bọn tôi được mưa nhuận mọc thắm quỳnh cười trả lời lại cứ gì phải làm việc nhà tôi bất cứ lúc nào các thầy tới cũng thết đại cơm no rượu say một anh trong bọn lên tiếng ông cống có lòng thương nghĩ đến chúng tôi như thế vậy xin hẹn bữa nào đi quỳnh đáp chưa mai xin mời các thầy lại chưa sau bọn thầy bói sát nhau đến nhà quỳnh quỳnh trải chiếu ra mời ngồi ở giữa nhà bếp phía trên có treo mấy khúc chai lủng lẳng rồi đem rượu ra rót cho từng người uống và nhắm với lạc giang quỳnh nói hãy khai vị thứ này trước trông nữa nhà bếp sẽ đem đồ ăn ra bọn thầy bói vì thèm rượu nay gặp được nốc lấy nốc để nhất lại được quỳnh tuyên bố cho tha hồ uống nên chỉ mấy phút anh nào anh ấy đã choáng choáng hơi men vừa lúc đang vui vẻ khề khà bỗng nghe tiếng Quỳnh hô hoán lên rầm rĩ. Nhà cháy, nhà cháy, các thầy đứng dậy chạy mau lên, không bị thiêu sống cả bây giờ. Trả tiền sư chung bay, nấu nướng gì để củi lửa thế này? Nghe hô hoán, bọn thầy bói đứng dậy, chân nam chân siêu, bổ nhào chạy lung tung. Anh này dẫm lên anh nọ, anh nọ đụng anh kia, đầu va vào khúc tre cột, nghe kêu lốp bốp. Càng quính càng bị, anh nào anh ấy đầu chán sưng u, té sấp té ngửa, thấy thật là thảm thương tội nghiệp. Đã thế cống quỳnh ở ngoài lại la hét om sòm. Mau lên, đầu mặt che nổ đấy. Chạy, chạy mau lên không chết cả bây giờ. Để cho cả bọn bị sấp ngửa đã đời, cống quỳnh mới vào kéo từng anh ra, cho vịn vai lẫn nhau, đi về và nói rất nhân nghĩa tử tế. Thôi, các thầy về thôi, và tha lỗi, để bữa khác đến vậy. Bữa nay nhà cháy còn ăn uống gì được? Ơi khổ ơi là khổ Sau đó bọn thầy bói mới hiểu bị Quỳnh chơi vố sỏ Nên lập kế trả thù Một anh hiến kế Chúng ta cứ lặng như không biết Để mời hắn đến chơi tạ ơn Rồi mỗi người giấu sẵn một khúc cây trong người Đoạn để ý tiền vào đĩa Đặt giữa chiếu Để gọi giúp cảnh nhà cháy Hệ hắn với tay lấy Tức có tiếng động Lúc ấy chúng ta cứ áp lại mà đập Là hắn sẽ nát thịt như xương phải thế mới đã hơn bõ giận cả bọn tán thành cho đó là mẹo hơn ra cát kế hơn tử phòng rồi nhờ người đi mời Quỳnh đến nhà của một anh trong bọn Quỳnh đến thấy cả bọn đã đứng xung quanh một cái chiếu giữa để một đĩa tiền Quỳnh tinh ý đi bẻ một cái que dài thủ sẵn bên người lúc nghe một anh đại diện tuyên bố lý do so như trên xong Quỳnh lấy que dài đứng xa xa thò vào đĩa tiền tiền động kêu loàng xoẻng, Tức thì cả bọn áp lại đập túi bụi Thành ra anh nọ đập anh kia Xô sát chửi lẫn nhau Bị chửi bị đập lại cứ tưởng bị quỳnh Nên càng đập càng chửi Mẹ bố mày sợ ông Hôm nay thì mày phải nát xương nát thịt Đợi bọn thầy bói chẳng nhau một lúc trí tử Quỳnh ở ngoài bưng miệng cười Một lúc mới gọi bảo Thôi các thầy ơi Cùng mù loà cả Mà giận nhau đánh nhau làm gì Quỳnh này xin can các thầy thôi Bọn thầy bói nghe ra mới biết là chính tự mình đánh chửi nhau Chứ chẳng có Quỳnh nào ở đó Kết quả kẻ sụi tay người sụi cẳng Mặt mày tím bầm Thân thể ê ẩm Anh nào anh ấy thở không ra hơi Phải chữa cả một tuần nhật mới phục hồi sức khỏe Thật bị một mẻ đau hơn hoạn Nhưng ai bảo dại dột mà đi dây với Quỳnh Chương 6 Trạng Quỳnh đi xứ nước Trung Hoa Cả ngàn ông Bình vôi miệng túm Năm Tân Sửu 1721 Vua Khang Hy Nhà Thanh Từ Trần Thái tử Duận Kỳ lên nối ngôi Lấy hiệu là ung chính Được thư báo tin Vua Lê và Chúa Trịnh họp bàn Cử một phái bộ sứ giả sang điếu tang vua cũ Và chúc mừng vua mới Cả vua và chúa cũng đi đến một kết luận Kỳ này hẳn là có nhiều sứ bộ của các nước cũng đi tàu một lượt với ta lại nữa nước tàu là nước rộng lớn nhân tài nhiều lắm vậy thì người cầm đầu sứ bộ không phải cống quỳnh thì khó thể đem chuông đi đấm nước người được vì thế cống quỳnh đang ở nhà được xác chỉ cho đem theo võng lọng về triệu ra thăng long gấp để làm tránh sứ cầm đầu phái bộ sang trung quốc quỳnh bất đắc dĩ phải nhận lãnh trọng trách và đây cũng là lần đầu tiên một chân cống sinh được cử lãnh chức ấy nhất là cống sinh chưa hề làm quan hay tập sự vì lẽ trước ấy trước nay thường trao vào tay một đại thần xuất thân trạng nguyên hay tiến sĩ cống quỳnh được vua lê chúa trịnh thiết yến luôn mấy ngày liền đãi đọa rất long trọng ban cho gấm bóc vàng bạc rất nhiều rồi khi nhận quốc thư lên đường cả vua chúa và các đại thần lại thân hành tiễn chân ra đến tận ngoài thành thăng long qua nước tàu đến tỉnh giang tây quỳnh và sứ bộ được các quan đại thần tỉnh dẫn xe mấy nơi làm đồ sứ vì người tàu không ăn trầu nên thấy sứ bộ ta ăn trầu họ lấy làm lạ và cười nói có vẻ chế nhạo và xem khinh xem thường nhân họ hỏi thăm sứ giả an nam có muốn đặt gì không quỳnh liền bảo họ làm cho hơn ngàn cái bình vôi miệng túm bằng sứ có quai sách nán thật khéo vẽ thật đẹp để khi trở về lấy họ thấy các lần trước sứ bộ ta sang cũng thường ghé đặt làm nhiều đồ nên tin thật nhất là lần này lại được một ít tiền đặt cọc gọi là thế là họ dành nhau mà làm không rẻ khi về cống quỳnh lại xin đi đường biển thành thử cả ngàn ống bình vôi với miệng túm bị bỏ các đồ sứ khác như tách địa chén bát còn bán được chứ đến loại này thì bán cho ma nào ở tàu thành thử có anh chủ lò bị táng ra bài sản họ không biết sứ giả an nam tên gì nên cứ tiểu nà ma thằng nào làm rồi khi tỉnh giang tây bị lụt lớn thì bình ấy trôi theo dòng nước lều bều mà tấp sang nước ta ấy dân nước ta nhiều nhà có ống bình vôi miệng túm bằng sứ vẽ rất đẹp để đựng vôi ăn trầu cũng là nhờ cách chơi sỏ của cống quỳnh xưa vậy được phong làm lưỡng quốc trạng nguyên khi tới kinh đô nhà thanh quả như lời vua lê chúa trịnh đã đoán sứ thần các nước như cao ly nhật bản tây hạ cũng lục tục kéo sang vua ung chính nhà thanh thấy các chánh sứ đều là các tay văn học cả nên mở một cuộc thi thì chung với các quan văn tàu để thử xem hơn kém Nhưng lạ nhất là chỉ phát bút nghiên giấy mực mà không phát đầu bài Sứ thần các nước đều ngơ ngác nhìn nhau Và lạ hơn nữa là lúc làm bài Cứ có một viên quan nhỏ vừa đánh trống thúc dục Vừa chốc chốc lại chỉ tay lên trời Quỳnh không biết làm sao Liền lấy bút khoanh tròn lia lịa trên giấy Ngụy ngoạc bậy bạ Gọi cho có viết rồi đem nộp Và nộp trước hơn ai Nộp xong Quỳnh đi xem các quan tàu viết lách ra sao. 12 đầu bài ra thơ chống vần thiên, cổ thi thiên vận, mà cử chỉ của viên quan văn đánh trống là cả một ám hiệu. Nhanh trí khôn, Quỳnh đánh cắp hết ý thơ và nghĩ sẵn một bài đề bụng. Khi các quyền đệ lên, vua tàu đích thân chấm các bài dự thí. Vua ung chính thấy bài của sứ giả nước ta, đọc không được, truyền thị vệ gọi Quỳnh đến hỏi. Quỳnh quỷ tâu. Đó là lối chữ thảo riêng của nước Nam Nếu hoàng đế đọc không được Hạ thần xin viết lại đàng hoàng Vua ung chính chấp thuận Quỳnh viết lại thành bài thơ bằng chữ Hán như sau Bình diện thế tương liên Nội không hề ngoại viên Uy gia thiên lý địa Thanh động cửu trùng thiên Nghĩa là Mặt bằng thế liền nhau Trong sống mà ngoài tròn Oai vang nghìn dặm đất tiếng động chín tầng trời. Bài của Quỳnh vừa hay vừa rõ là cái trống, lại vừa có hùng khí, nên vụ ung chính khen giỏi, chấm cho đỗ đầu, sắc phong làm lưỡng quốc trạng nguyên, tức trạng nguyên của cả hai nước tàu và ta. Rồi đó lại ban cho áo mũ cân đai, thẻ bài cùng vàng bạc châu báu. Cống Quỳnh thành trạng Quỳnh từ đó. Thật là vinh dự, chẳng những chỉ riêng cho Quỳnh mà còn cho cả nước nhà nữa hạ người như thần phải đấu đong xe chở. Sau cuộc thi, vua tàu cho thiết đại yến khoản đãi các sứ bộ ngoại giao. Trạng Quỳnh được xếp ngồi chỗ sang trọng nhất. Nhân lúc tử hứng, vua ông chính hỏi. Bên quý quốc, những người được như khanh phỏng độ bao nhiêu? Trạng Quỳnh đáp. Muôn tàu bể hạ, ở tệ quốc, hạ người như kẻ hạ thần này đông lắm, không biết đến bao nhiêu mà kể đầu đông xe chở cũng không thể hết được. Vụ ông chính lại hỏi, thế họ được làm quan chức gì? Trạng Quỳnh đáp, muôn tâu bể hạ, tối đại đa số chỉ làm nghề trèo đò bán quán, vì lãi tài cán so với nhiều người chẳng thấm tháp vào đâu. Quỳnh tâu đối như vậy là để làm tăng cho danh dự và uy tín nước nhà. Chính cũng vì thế mà khi phái bộ sứ tàu qua đáp lễ, Quỳnh phải cải trang làm chú lái đò và nhờ thị điểm giả làm cô bán quán để cho họ thấy câu nói của Quỳnh ở trước mặt vua ung chính là thật. Sạch nho có câu nói Sự ư tứ phương bất nhục quân mệnh Trong bọn người này phải kể Quỳnh là một. Làm sao để nhìn mặt vua tàu? Từ đó trở đi Trạng Quỳnh được toàn thể bá quan văn võ của triều đình nhà Thanh Kính nể. Nhưng còn một việc khó khăn nữa là làm sao để thấy tường tận mặt mũi vụ ung chính để khi về còn làm sứ tấu vua lê và khải lên chúa trịnh quỳnh nghe dư luận đồn vua ung chính có nốt ruồi son ở dưới cằm song không biết nốt ruồi ấy to nhỏ hay vương tròn ra sao bọn sứ thần của các nước cũng thế nên cùng họp nhau lại để bàn định kế hoạch phải làm cách nào để cho được thấy rõ long nhan không ai nghĩ ra kế hoạch gì với vua ung chính các sứ thần cũng như quỳnh đã được vào bệ kiến nhưng theo nghi lễ khi đến phải quỳ xuống ở một chỗ cách xa mặt phải cúi xuống có tâu gì cũng vậy còn khi đứng lên thì phải nhìn vào cái hốt để giữ vẻ kính cẩn nghiêm trang kể dễ mà hóa khó thật gần mà hóa xa bởi vậy thấy rõ được mặt vua là cả một vấn đề tối nan giữa lúc các sứ thần vô kế khả thi thì có viên quan nội thị ra nhà sứ quán truyền tin cho biết ngày mai nhà vua thiết yến khoản đãi các sứ thần nhưng có một yêu cầu là mỗi sứ thần phải nấu một món ăn đặc biệt của nước mình, đem vào để dâng lên nhà vua nếm thử, đồng thời cũng để chấm điểm xem món ăn của nước nào ngon hơn, có khác hương vị với Trung Quốc hay không. Viên quan nội thị báo tin xong ra đi, Trạng Quỳnh vỗ tay reo. Ta có kế hoạch để thấy tường tận Long Nhan rồi. Các sứ thần bâu lại hỏi cái gì? Quỳnh đáp, để khi dự yến, các tiên sinh sẽ thấy rõ Bây giờ nói ra e sớm quá Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau Sáng mai khi vào dự yến Quỳnh Khệ Nệ bưng vào một tô miến trường thọ Nấu lẫn với lòng gà lòng vịt Theo kiểu nấu miến đặc biệt Việt Nam Chỉ khác ở chỗ để nguyên cả sợi dài lê thê Không cắt ngắn ra từng khúc cho dễ gắp dễ ăn Khi vào yến Quỳnh bưng tô miến trường thọ dâng vua ung chính và chúc vạn vạn tuế Nhà vua cầm đũa gắp ăn Sợi miến dài quá gắp không được Quỳnh xin lại hầu ăn Nhà vua chuẩn tấu Quỳnh gión rén lại Một tay bưng tô miến Một tay cầm đũa Xin nhà vua ngừng mặt lên Há miệng ra Để đưa sợi miến vào Vua ung chính nhất nhất làm theo từng động tác của Quỳnh Thế là Quỳnh thấy rõ long nhan Không còn sót hở một chân răng kẽ tóc Vua ung chính khen ngon Chưa có biết đâu đã mắc kế của Quỳnh Cử tọa trước sự ăn uống ấy Ai nấy đều muốn phá ra cười nhưng phải cố nhịn vì sợ bị mang tội thất lễ. Các sứ thần ai nấy đều phục sứ nước Nam là thánh, và năn nỉ mãi quỳnh mới chỉ cho tướng mạo vô ung chính thế nào. Tiên vi chủ hậu vi khách Sau bữa dự yến ấy, triều đình nhà Thanh biết được cái dụng ý của Quỳnh, nên họ bàn nhau phải hại Quỳnh đi, kẹo để nước Nam có người như thế là một mối lo cho Trung Quốc về sau. Chủ trương này của họ được viên thừa tướng Đích Thân thi hành, y đặt tiệc mời riêng trạng quỳnh lại tư dinh để dự trên đường đi y cho chải chiếu và nệm gấm la liệt tỏ ra sang trọng cực kỳ lắm nhưng dưới là những hầm trông sâu thẳm để cho trạng quỳnh bị té xuống mà chết hôm dự tiệc viên thừa tướng đích thân đến tận nhà rước quỳnh kiệu ra khỏi nhà sứ quán viên thừa tướng mời quỳnh xuống đi bộ cho mát và nhường quỳnh đi trước y tưởng phen này trạng quỳnh sẽ làm ma đất khách nhưng quỳnh đã thông minh đề phòng cứ nhường viên thừa tướng đi trước. Viên thừa tướng cố nhường, Quỳnh thừa lại. Tiền vi chủ hậu vi khách, lễ đã dạy thế, và lại tệ quốc là tiểu quốc, mà thiên triều là thượng quốc, kẻ sứ thần này đâu dám đi trước tướng công được. Thế là viên thừa tướng phải chịu, rồi Quỳnh cứ bước theo dấu bước của y ta mà đi. Thành thử chẳng xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nghĩ lại chỉ tội viên thừa tướng đã bị Quỳnh bẻ gãy mất chủ trương thâm độc, lại bị mất toi một bữa tiệc. Nhưng đây cũng là bài học đáng giá cho những kẻ lương tâm ám muội và gan ghét tài năng. Chưa hết, sau chuyện đến tai vua ung chính, y ta còn bị triệu vào để nhận lãnh những của phạt nặng nề. Nhà vua nổi giận quát mắng. Thiên triều là một nước to lớn gấp cả trăm lần nước An Nam, mà đi vô cơ hãm hại một sứ thần của họ. Hỏi còn gì nữa là uy tín danh dự? Chậm nghiêm cấm mọi chủ trương và hành động ám muội nếu các sứ thần ai có chuyện gì xảy ra Là Khanh cùng toàn gia phải chịu trách nhiệm hết Quan mang xong Nhà vua lại bắt y phải đích thân đến tận sứ quán để tạ lỗi trạng Quỳnh Từ đó Quỳnh ở đất tàu được bình yên vô sự Và lại được nước để lên chân lên mặt Lấy trộm giống ngô và giống mè Theo lệ thầy vua Lê Chúa Trịnh Mỗi lần phái đoàn sứ bộ đi sang nước nào Ngoài việc giao hảo ra, còn phải học thêm một nghề gì hay đem một sản vật gì về nước để giúp cho kinh tế nước nhà. Trạng Quỳnh trong chuyến đi xứ nhà Thanh này cũng vậy. Nhân đi xem đồng ruộng của Trung Quốc. Trạng Quỳnh thấy họ có hai giống ngũ cốc rất dễ trồng, dễ kiếm ra tiền, mà nước nhà không có là giống mè đen và ngô vàng. Quỳnh hỏi tham ghi được cách trồng và cách dùng, nên mua mỗi thứ một ít để đem về làm giống. Sứ thần các nước cũng vậy. Không dài khi lên đường về nước, Vua Ung Chính lại truyền chỉ dụ cho đình thần thi hành là cấm ngặt các sứ thần tuyệt đối không được đem theo một sản vật gì của Trung Hoa về nước ngoài các tặng phẩm của nhà vua. Đồng thời ra lệnh phải khám xét rất kỹ, coi chừng từ kẻ tóc vành khăn, từng lai áo gấu quần. Các sứ thần khác trước tình trạng ấy đành bó tay mà chịu. Ấy thế nhưng Trạng Quỳnh đã đem về được cả hai giống ấy bằng cách dặn đoàn tùy tùng cứ mỗi người lấy ít hột giống trên nhét vào hộ môn và đầu dương vật. Để qua mặt sự khám xét của quan lại nhà Thanh. Do đó nước ta mới có hai giống ngũ cốc ấy. Và cũng vì đó ở ngoài miền Bắc, với hai thứ ấy, người ta chỉ dùng để ăn, chứ không để vào việc tế lễ. Cũng như đồng bào miền Nam chỉ vì câu chuyện bậy bạ về sinh lý của một cô gái quê xưa, mà cứ cúng chuối già cùng cúng khoai tử vậy. Chương 7 Trạng Quỳnh Thời Tiếp Sứ Trung Hoa từ anh lái đò đến cô hàng bán quán Trạng Quỳnh về nước Đem mọi việc tâu lên triều đình Vua Lê và chúa Trịnh ban thưởng cho rất hậu Năm sau Vua Ung Chính Nhà Thanh Sai một phái đoàn sứ bộ sang đáp lễ nước ta Triều đình được tin Giao mọi công việc thừa tiếp sứ bộ cho Trạng Quỳnh Để dàn mặt sứ bộ tàu Ngay từ lúc nhập cảnh Quỳnh cải trang làm anh lái đò Để chở đoàn sứ tàu khi qua sông Kinh Bắc và nhờ bà đoàn thị điểm cải trang làm cô hàng bán quán ở bên đây sông để lòe bọn ngô khách líu lo. Khi đó vừa tách bến, viên tránh xứ nhà Thanh bỗng đánh luôn một chàng trung tiện. Thấy anh lái đỏ miệng tùm tỉm cười. Anh ta nghĩ xấu hổ, vội đọc ngay một câu chữa thẹn. Lội động Nam Bang có nghĩa là sấm động nước Nam. Anh lái đỏ tức trạng Quỳnh cải trang thấy thế. Liền ngừng mái trèo lại, đứng ngay mũi thuyền, chợt quần ra đáy, Chẳng cần nể nang gì Vừa đái anh vừa đọc Vũ quá Bắc Hải Có nghĩa là mưa tràn biển Bắc Để đối lại cái câu của viên tranh sứ tàu vừa đọc Cả bọn sứ tàu cùng ngơ ngác nhìn nhau Không dè ở nước Nam đến tên lái đỏ cũng hay chữ như thế Khi bọn này lên bờ Bà đoàn thị điểm chạy ra đoàn đả mời vào quán tạm nghỉ để dùng nước giải khát Thầy cô hàng trang điểm lộng lẫy lại mặc cái yếm và cái quần rất mỏng ra vẻ khêu gợi lắm nên bọn chúng tên nào tên ấy cứ dán mắt nhìn rồi cười cợt bảo nhau an nam nhất thốn thổ bất chi kỷ nhân canh nghĩa là một tấc đất an nam chẳng biết bao người cày chúng nói như vậy có ngụ ý cho cô hàng là hạng gái giang hồ chắc nết cô hàng tức bà điểm vì cũng thạo tiếng trung hoa nên sau khi nghe được liền đối ngay lại rằng bắc quốc chứ đại phu Sai do thử đồ xuất Nghĩa là bao nhiêu tay lớn ở nước tàu Cũng đều do chỗ ấy mà ra Cả bọn sứ tàu đang vênh vào lên mặt hưu hưu tự đắc Bỗng nhiên mặt mày xúi xị Vì bị bà điểm xỏ lại cho một vô khá cay Thật chúng không ngờ qua bên nước Nam Lại gặp những nhân vật đến thế Mà đó chỉ là hạng thứ dân cỡ bét Nên khi làm sứ tâu với vua ung chính Chúng phải thú nhận rằng Đúng như lời của sứ giả nước Nam đã nói với nhà vua khi trước là những người như ông ta ở bên nước Nam chỉ có đi chợ đỏ bán quán chứ không đáng kể vào đâu hết. Cả đoàn sứ tàu phải chui cửa An Nam Quốc Môn Để tiếp đón phái đoàn sứ giả tàu Vua Lê Chúa Trịnh sai làm một cái cổng chào ở phía Bắc Kinh Thành Thăng Long Trên đề bốn chữ An Nam Quốc Môn Rất lớn Có nghĩa là Cửa nước An Nam Khi phái đoàn đến cửa Bắc Thầy bốn chữ ấy Viên tranh sứ cho là nước ta khi thị nước tàu Nên ngừng lại Họ đòi phải bỏ bốn chữ ấy đi Thì phái đoàn mới qua Vua Lê và Chúa Trịnh hỏi ý kiến trạng Quỳnh Quỳnh Tâu Cứ mặc bọn chúng nó Hạ thần đã có cách Chưa như gỡ đi thì nhục cho quốc thể ta lắm Quỳnh Tâu như vậy Rồi sai đem án thư ra đặt ngoài cửa Để mời sứ bộ tàu uống nước Trong lúc bọn tàu đang dùng trà Quỳnh giả làm anh lính hầu cầm quạt Đứng quạt cho viên tranh sứ uống. Rồi đột nhiên lấy giáo quạt gõ nhẹ vào đầu hắn và nói Tiểu nà ma, kinh nỉ qua nước ngộ làm gì? Viên tranh sứ tào cả giận, đứng phát dậy, định túm lấy đầu Quỳnh để lèn cho một trận. Quỳnh giả sợ hãi, chạy tuột vào trong cổng. Tên tranh sứ đang lúc giận vô ý đuổi theo. Quỳnh liền đứng lại, chắp tay xin lỗi và nói Các ngài đã chịu qua cửa An Nam Quốc Môn chưa? Viên tranh sứ nghe nói giận mình, biết bị mắc kế, xong đã chui vào, chẳng lẽ chui ra. Thế là cả đoàn đành lục đục kéo nhau mà qua cửa An Nam Quốc môn. Một tiếng trống vẽ mười con rồng Khi đệ quốc thư lên vua Lê rồi, đoàn sứ tàu được mời ra nhà quán sứ để nghỉ. Trạng Quỳnh được cử ra thay mặt triều đình tiếp đãi Viên tranh sứ tàu vốn là tai họa sĩ vẽ rồng nổi tiếng nhất bên tàu. Một hôm y hỏi Quỳnh Ở quý quốc đây có ai biết vẽ không? Quỳnh trả lời Tưởng gì Chứ ở tệ quốc thì hạng ấy nhiều lắm Và trong có cả tiện trước đây Thầy nói như vậy Viên tránh sứ rủ Quỳnh thi vẽ Và ra điều kiện Vậy tôi với ngài hãy vẽ thi xem sao Và hạn một hồi trống phải xong một con Quỳnh hỏi vẽ gì Viên tránh sứ đề nghị vẽ rồng Quỳnh cười nói Thưởng gì? Chưa rồng thì chả cần một hồi. Chỉ một tiếng thôi. Tiện trước cũng vẽ xong 10 con. Viên tranh sứ sửng sốt lấy làm lạ. Cuộc thi vẽ bắt đầu. Dây bút đưa ra. Một anh lính vừa dơ rủi đánh trống. Quỳnh liền nhúng cả 10 đầu ngón tay vào nghiên mực. Nguệch lên tờ giấy. Rồi đưa viên tránh sứ. Thưa ngài tôi vẽ xong rồi đây. Viên tránh sứ ngạc nhiên cười bảo. Rồng gì mà như thế? Quỳnh đáp. Vậy thưa ngài, ngài nhìn có rõ 10 con rồng đất không? Rồng đất là con run con trùng, mà sách thuốc bác thường viết là địa long. Viên tranh sứ biết Quỳnh không phải tay biết vẽ, nhưng phải phục Quỳnh là mưu trí hơn người. Quả một tiếng trống mà vẽ được 10 con rồng vậy. Khúc gỗ này đằng nào gốc đằng nào ngọn. Cách mấy hôm, bọn sứ tàu đem ra một khúc gỗ sơn kín trên viết hai chữ túc tử vào dâng vua lê để đố triều đình nước nam xem khúc gỗ ấy là cây gì và đằng nào gốc đằng nào ngọn vua lê cho triệu quỳnh vào giảng quỳnh bảo bọn sứ tàu sáng mai tôi sẽ trả lời với quý ngài viên tránh sứ đồng ý đêm ấy quỳnh sai đẩy tớ lẻn ra đại tiện lên khúc gỗ ở trước sân rồng sáng mai trạng quỳnh và viên tránh sứ đến thấy khúc gỗ dơ quỳnh thét mắng bọn lính canh om sòm và chuyển đem xuống hồ dừa. Quỳnh để ý dòm theo, nên khi khúc gỗ đem lên Quỳnh đoán đúng. Vì lúc xuống nước thì đằng gốc bao giờ cũng nặng và chìm hơn. Còn gỗ là cây gì thì Quỳnh giảng như sau. Túc là lúa, tử là con. Tức còn lúa thì con ăn con béo, hết lúa thì con ốm con gầy. Con gầy có nghĩa là cây gòn. Tức khúc gỗ này là gỗ cây gòn vậy. Con ngựa nào là mẹ con ngựa nào là con. Phái đoàn sứ giả thấy ở lâu không lợi, nên cáo từ về nước. Họ dâng sớ tâu lên vô ung chính nhà Thanh, kể rõ mọi việc bên nước Nam, và kết luận rằng nước ấy tuy nhỏ mà nhân tài nhiều quá, không thể nào lường được. Triều đình nhà Thanh sau một thời gian nghiên cứu, họ cử một phái đoàn khác đem sang nước ta vật phẩm để đố. Họ đưa sang hai con ngựa cái giống nhau và một con ngựa con. Đố bên nước Nam biết con ngựa con là con con ngựa nào vua lê chúa trịnh cho mời quỳnh vào giảng quỳnh sai lính lấy cỏ cho ngựa ăn nên trả lời đúng ngay vì giống ngựa là giống vật thảo ăn con nào là mẹ thì trước khi ăn nó thả cỏ lại cho con nó phái đoàn sứ giả tàu phải phục quỳnh là giỏi thật họ không rè quỳnh lại hiểu cả vật tính đến tường tận như vậy châu tàu và châu việt trọi thi Phẩm vật thứ hai của phái đoàn sứ tàu đem qua là một con trâu đực rất lớn. Để hỏi bên nước Nam có con trâu nào chọi nổi không? Nếu chọi được thì phái đoàn xin biếu, còn không sẽ đem về. Vua Lê và Chúa Trịnh lấy làm lo sợ vì thấy con trâu tàu lớn quá. Châu Việt không thể con nào đối địch được. Liền cho Triệu Trạng Quỳnh vào vấn kế. Quỳnh Tâu Con trâu tàu ấy lớn thật, nhưng châu ta dư sức để chọi. Quỳnh Tâu như thế Rồi hẹn ngày với phái đoàn cho châu ta và châu tàu trọi thi Phái đoàn sứ giả tàu đề nghị trọi thi Ở trong một cái vòng tròn rộng lớn Có vạch đường vôi sẵn Hệ châu bên nào chạy trước ra khỏi vòng là thua Trạng Quỳnh chấp thuận điều kiện ấy Tới ngày trọi thi Quỳnh cho dắt ra một con ngé con Mới chừng hơn một tháng Con ngé bị bỏ đói Nên khi thả ra Cứ hàng con châu tàu mà húc để tìm vú Con châu tàu bị nhột chạy tuốt ra ngoài vòng. Con nghé lại chạy theo. Con trâu tàu lại chạy và ngơ ngác nhìn con nghé con. Quỳnh vỗ tay giao cười ẩm ý và nói lớn với phái đoàn sứ giả. Đó, trâu nước tôi mới hơn một tháng, đã hạ được trâu của quý quốc rồi đó. Chưa lớn thì còn ghê hơn nữa. Cả vua cả chúa và mọi người có mặt để giao cười và vỗ tay như sấm. Biết là bị hố, nhưng phái đoàn sứ giả phải bái phục cái mưu mẹo của Quỳnh và chịu thua vì đã chót đưa điều kiện chạy thi như trên kia đã nói. Thế là nước tàu bị mất châu mà ta được châu vậy. Quả mít này mấy hột? Phẩm vật thứ ba của họ là một quả mít, để đối triều đình ta xem quả ấy mấy hột. Vua Lê Chúa Trịnh hỏi Quỳnh. Quỳnh không biết, liền áo mũ chỉnh tề đến sứ quán rủ sứ tàu đi quanh hồ Tây, dạo xem phong cảnh. Rồi ngầm sai một tên lính làm kẻ ăn mày, mặc quần áo rách dưới, lão đạo đi theo viên tránh sứ. Lại ông, ông có giống mít quý hóa ở nước tàu đem sang, xin ông làm ơn làm phước cho xin một hột để về chồng lấy giống. Viên tránh sứ đang lúc nhàn tản, thấy có kẻ cứ lão đạo đi theo năn nỉ xin, bực mình nổi giận chửi: Tiểu nà ma cái nị, quả mít của ngộ có một hột, ngộ cho cái nị làm sao được, tiểu nà ma. Lão vừa buột miệng chửi xong. Đến lúc kịp suy nghĩ lại mới táo hỏa người ra Vì đã vô tình làm lộ bí mật của quả mít Nên khi về sứ quán Lão xin quả mít lại Không dám đem đố nữa Quỳnh tâu vua lê cho lính đem quả mít trả lại Nhưng lại dặn tên lính khi đến sứ quán Thì bảo viên tranh sứ với một giọng nhạo bang Hà Quả mít này có một hột mà cũng đem đố ư Viên tranh sứ sau đó đem chuyện nói với Quỳnh Quỳnh vừa xin lỗi vừa cười nói Ấy thư lính tráng của tệ quốc thế đó ngu si dốt nát chẳng biết gì cả mà cứ đòi xen vào việc của quốc gia viên sứ tàu nói nhưng biết quả mít có một hột thì hắn cũng thông minh đấy chứ quỳnh lên mặt lắc đầu ồ ngài cứ quá khen hạng thông minh ấy ở tệ quốc có gì mà đáng kể chúng nó chỉ xứng đáng để làm lính hầu thôi nghe quỳnh nói cả đoàn sứ tàu lại càng khiếp phục về số nhân tài của nước nam hơn nữa Linh tráng còn thế Huống hồ vua quan và các hàng sĩ phu trong nước Quả thật phải lấy đấu mà đong Lấy xe mà chờ Làm sao lấy nước trong chai thủy tinh ra Phẩm vật thứ tư là một cái chai thủy tinh liền không có miệng Mà trong lại có nước Viên sứ tàu đối triều đình ta làm cách nào để lấy nước ra được Giữa lúc vua quan và mọi người bối rối Quỳnh sách rùi đục vào Cầm cái chai đem ra Viên sứ tàu hỏi Ngài làm gì như vậy? Quỳnh đáp Thưa ngài, thiên triều bảo làm cách nào để lấy được nước Vậy muốn lấy nước thì phải đánh mà đánh thì phải vỡ Vừa nói, Quỳnh vừa dáng rùi đục xuống Đập vỡ cái chai ra Viên tranh sứ tàu thấy vậy nói Nhưng ngài đã đập vỡ cái chai Quỳnh vặn lại Đánh vậy, nhưng thiên triều chỉ bảo làm cách nào lấy nước Có bảo phải giữ cái chai đâu Viên tranh sứ chịu thua Câu chuyện này mới nghe thì thấy là thường lắm Nhưng có một dụng ý là nước Tàu muốn ham lấy nước ta Mà Quỳnh làm thế là có dụng ý cho biết Muốn lấy thì phải đánh Mà đánh thì phải vỡ thế đó Trời nước Nam này tuy nhỏ Mà không sợ hay chịu khuất phục đâu Mẹo lấy hết thịt trong xác con tôm hùm Phẩm vật thứ năm là một con tôm hùm rất lớn Viên tranh sứ Tàu nói là cống vật của nước Phủ tang đem dâng vua ung chính. Thiên Triều thích lắm, nên đem sang để nhờ nước Nam lấy hết thịt ra cho, chỉ để nguyên vỏ lại thôi. Vua lấy chúa trịnh cho Triệu Trạng Quỳnh và hỏi kế. Quỳnh nói trước mặt viên tranh sứ. Tưởng gì, chưa thế thì đám trẻ ngoài chợ Thăng Long cũng có thể làm được. Viên tranh sứ ngạc nhiên, sán mắt nhìn Quỳnh nói. Nhưng lấy hết thịt ra, mà con tôm vẫn y nguyên mới được. Quỳnh cười đáp Dĩ nhiên là vậy đó thưa ngài Nói đoạn Quỳnh đem con tôm đi Và hứa nổi trong 3 ngày sẽ làm xong hoàn toàn Cả chiều và cả đoàn sứ tàu Ai nấy đều hồi hộp Trước thái độ của Quỳnh Nhưng đúng hẹn Quỳnh đem con tôm lại Mọi người nhìn xem chỉ có cái vỏ không Mà thịt bên trong hoàn toàn chẳng còn một tí gì Ai nấy đều phục Quỳnh là thánh Viên tranh sứ tàu hỏi phương pháp làm Quỳnh nói là nhờ âm binh thần tướng lấy giúp cho. Chưa có biết đâu rằng, Quỳnh đã đem con tôm đặt vào một ổ kiến, để chúng thay hết thịt tôm đi, cho còn nguyên vỏ lại, sạch bóng mà không hơi hấn gì. Ấy cũng... Ấy cũng nhờ đó người nước ta mới biết cách lấy thịt tôm hùm, để còn nguyên vỏ làm đồ chơi đem bán, mà các nhà khoa học Tây Phương sang đây nghiên cứu nát óc không ra. Nếu không được kể cho biết cái phương pháp quá ư giản dị như đã nói trên này, Cách sỏ sợi chỉ qua vòng ngọc trôn ốc Phẩm vật thứ 6 là một cái vòng rỗng bằng ngọc xoáy trôn ốc Họ nhờ triều đình nước Nam sỏ cho một sợi chỉ để đeo Việc này Quỳnh nghĩ không ra Nên phải đi đến nhà bà đoàn thị điểm vấn kế Bà điểm vẫn còn hận Quỳnh Nhưng không thể vì câu chuyện riêng mà để cho nước nhà mang tiếng Bởi thế khi xứ tàu sang Bà đã phải giả làm cô hàng bán quán lảng lơ để giúp cho triều đình Giờ đây thấy Quỳnh đến nữa bà nghe chuyện đứng dậy bảo có thế mà không sao làm được thì làm quan kiếc gì bà định không chỉ nhưng nghĩ tội nghiệp thành vừa bồng con vừa hát du để mách nước cho quỳnh bà du rằng tích tịch tình tang bắt con kiến càng buộc ngang lưng nó bôi mỡ đầu gió cho nó bò sang nghe bà điểm hát quỳnh hiểu ý liền trở về bắt một con kiến lấy chỉ buộc vào lưng cho vào một đầu của vòng ngọc Còn đầu khác bôi mỡ để trước ngọn gió Gió thổi mỡ thơm Kiên đánh mùi lẹ Kéo luôn sợi chỉ sang bên kia Rồi bảo viên tránh sứ nhà Thanh Tệ quốc đã xỏ sợi chỉ cho thiên triều rồi đó Ngài đem vòng ngọc về nếu sợi chỉ bị đứt Cứ theo phương pháp này mà làm Viên tránh sứ tàu bái phục Quỳnh là giỏi và khen Cả nước chúng tôi không có ai hơn ngài Thật là vượng khí trời đất Đều tụ ở phương Nam hết thảy rồi đó phái đoàn họ lên đường về nước Và cũng vì đó vua nhà Thanh nhiều lần có tham vọng muốn xâm chiếm nước ta Mà vẫn e sợ không dám động binh vậy chương 8 Trạng Quỳnh và các quan văn võ Đã bảo ăn sao được mà cứ Sau lần thừa tiếp phái đoàn sứ giả của triều đình nhà Thanh Trạng Quỳnh được cử làm chức hàn lâm học sĩ bên phủ vua một thời gian Rồi đổi qua phủ chúa Nước ta lúc đó là nước quân chủ Trên hết là vua Lê Nhưng bao nhiêu quyền bính đều do bên phủ chúa quyết định Còn vua chỉ có cái hư vị Khi nào thiết triều hay tiếp kiến sứ giả mới cần đến mà thôi Bởi thế các quan lại tuy ngoài miệng lúc nào cũng lấy chữ trung quân làm đầu Nhưng trong thực tế thì hầu hết là du phụ nhà chúa Chúa bảo thế nào là làm theo thế đó Trước tình cảnh ấy Trạng Quỳnh cảm thấy bất mãn lắm Lại nhân thấy các quan bên phủ chúa Thường có tính A-dua nịnh hót và hay tọc mạch vào công việc của mình Nên nghĩ ra một kế sỏ chơi Bữa nọ Quỳnh vào bên phủ chúa Xách theo một cái ống tre lớn Trong đựng gạo rang trộn lẫn với mật mía Rồi khi rảnh việc Quỳnh lại lấy gạo rang ra ăn Các quan văn vợ thấy vậy Bảo Quỳnh là tham ăn một mình Và đòi Quỳnh phải đem ra thết đãi. Quỳnh tỉnh bơ trả lời Cái này là cứt mà Các ngài ăn sao được Các quan tức quá liền dùng sức mạnh của đám đông đè quỳnh xuống lấy ống gạo rang đổ ra ăn bữa sau khi vào phủ chúa quỳnh vẫn đem theo cái ống tre hôm trước nhưng trong toàn là nước phân và cào cào châu chấu còn thứ gạo rang trộn mật thì quỳnh chỉ bỏ riêng một ít vào túi để ăn cho có lệ thấy quỳnh ăn ca quan lại đòi hỏi quỳnh vẫn lắc đầu không chịu thế là họ lại xuống nhau đè quỳnh ra để lấy chẳng rè nắp ống tre vừa mở bao nhiêu cào cào châu chấu đều được thể bay vung vít ra tung toái nước thúi nước bẩn vào mặt mũi vào áo mũ và cân đai mọi người ai nấy đều xô nhau để tránh quỳnh thấy thế vỗ tay reo cười đã bảo rằng ăn không được mà cứ đè ra lấy ca quan tức quá nhưng tự tay mình làm hại mình còn nói năng sao được thành chỉ có nước rút lui với những tiếng chửi thầy tục tĩu báo hại các chú linh gác phù phải lau rửa một phen muốn chết và cũng từ đó các quan văn võ không ai dám tò mò vào các câu chuyện của Quỳnh. Ăn ở trong như và ăn ở ngoài như. Bị vố sỏ đau quá, các quan văn võ liền họp riêng nhau bàn kế để chơi lại Quỳnh một vố cho bỏ cay bó ghét. Sau một hồi bàn cãi sôi nổi, một quyết định được đem ra thi hành rất bí mật như sau. Bữa nhà chúa mở yến thiết đái các quan văn võ bên phủ liêu, tên gọi phủ chúa trịnh. Tất cả đều bảo tâu với chúa là không chịu ngồi ăn chung với Quỳnh. tạo ý ghét Quỳnh. Coi Quỳnh như hủi không ai thèm dây với. Và xin chúa nếu có mời Quỳnh thì dọn cho y riêng một mâm ở ngoài hiên. Ban đầu chúa không chịu nhưng sau lại chấp thuận để thử xem Quỳnh sẽ đối phó ra sao. Bữa yến tiệc mở. Các quan tể tự Bọn lính hầu trong phủ theo lệnh chúa dọn riêng cho Quỳnh một mâm ở ngoài hiên Còn các quan thì ngồi ăn bên trong Quỳnh dâng chén rượu chúc thọ chúa Rồi thản nhiên ngồi ăn Một vị quan văn thấy thế lại mượn lúc tử hứng ngâm bài thơ thằng mõ Của vua Lê Thánh Tôn để ám chỉ Quỳnh cũng không hơn gì mõ Mõ này cả tiếng lại dài hơi Làng nước ai ai cũng cứ lời Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi Kim thanh chuyển động khắp đôi nơi Trẻ già trốn trốn đều nghe hiểu Làng nước ai ai cũng cứ lời Thứ bậc dưới trên quyền cắt đặt Một mình một chiếu Thảnh thơi ngồi Ngâm xong Mọi người đều vỗ tay khen hay Quỳnh cũng vỗ tay như chẳng để ý gì Các quan lấy làm lại nhìn nhau Vừa lúc ấy Chùa cho lính hầu đem chuối ngự ra Để các quan tráng miệng Quỳnh cũng được một đĩa Nhưng chỉ lột lấy vỏ Còn bao nhiêu ruột đều liệng tứ tung đi các quan thấy hành động quái gở Liền nhau nhau miệng hỏi Quan chàng ăn chuối gì kỳ vậy? Quỳnh đứng lên Sẵn sạc đáp lại và nói thật lớn cho mọi người nghe biết Có gì kỳ đâu Sở dĩ tôi liệng ruột đi Là vì thế ăn ở trong cũng như ăn cứt vậy mà thôi Các quan lúc đó mới biết bị Quỳnh lập tâm sỏ Họ bảo nhau Mẹ kiếp Tụi mình định sỏ nó Không ngờ bị nó sỏ lại nữa Chúa Trịnh Cương lúc ấy cũng có mặt trong tiệc Nghe Trạng Quỳnh nói cũng hơi phật lòng Vì Quỳnh vơ đũa cả nắm Không nể mặt mình Nhưng phải thầm phục Quỳnh nhanh trí Bữa sau Chúa gọi các quan vào khiển trách Họ lại đề nghị xin mở bữa tiệc nữa Mà lần này thì cho Quỳnh ngồi một mình một mâm bên trong Còn tất cả bên ngoài Để thử xem Quỳnh có giờ được trò chống gì không Chúa chấp thuận nữa Và xong tiệc Cũng có món chuối ăn tráng miệng như hồi trước Nhân thấy lần này Quỳnh ăn ruột bỏ vỏ Chúa cho gọi đến trước mặt phán hỏi Sao bữa trước nhà ngươi bảo ăn ở trong như ăn cứt Mà nay lại ăn như thế này Quỳnh đáp Muốn tôi chúa thượng Chữ Đức Thánh dạy Nhật nhật tân Nghĩa là mỗi ngày đều đổi mới Bữa trước hạ thần thấy ăn trong như ăn cứt Còn bữa nay lại thấy ăn ngoài như ăn cứt vậy Nhất chu nhất dạ Vật cố giả tân Một ngày một đêm một cũ thành mới là thế đó tâu lạy chúa ca quan nghe được cả lũ chết điếng hàn người đi không dè lại bị quỳnh chơi nữa họ muốn bày các trò khác để trả thù trạng quỳnh nhưng mỗi lần đề nghị lên chúa chúa lại bác đi bảo tốn công tốn tiền mà vô ích đối với trạng quỳnh ca khanh không đủ mưu kế xả lại đâu tránh voi chẳng hổ mặt nào thôi đừng bày ra các trò chống gì nữa mâm ngũ quả thiên nhiên. Tùy các quan còn ấm ức ở chỗ chưa sỏ được Quỳnh, nên gần đến ngày sinh nhật của Chúa Trịnh, các quan liền họp tất cả lại và quyết định mỗi người phải làm một mâm quả để chúc thọ nhà Chúa. Và thì hệ ai hơn thì thường, thua thì phạt, không có thì bị lột áo mũ đuổi về. Dĩ nhiên Trạng Quỳnh cũng phải làm theo quyết định ấy. Nhưng ác hại thay, các quan lại cho người đi ngầm các chợ dặn kỹ không ai được bán bất cứ thứ hoa quả nào cho Trạng Quỳnh và làm dùm cho Quỳnh. Quỳnh biết tin ấy, cứ mặc kệ, chẳng mua sắm gì hết. Các quan nghĩ phen này sẽ hạ được đối thủ, nhất là cho người đi dò la, thì thấy nhà Quỳnh chẳng dục dịch gì cả. Còn mấy hôm đến ngày sinh nhật chúa, Quỳnh thấy một mụ ăn mày quần áo rách dưới, để hở cả cái rốn lồi to bằng quả quýt lớn ra, đến xin ăn. Quỳnh hỏi, Mụ muốn ở làm cho nhà tôi để khỏi ăn xin không? Mụ ăn mày van lại. Dạ bẩm quan lớn, nếu được thế thì phúc bảy mươi đời cho con. Quỳnh bảo. Thế thì được, nhưng tôi bảo gì thì mụ phải nghe nấy. Dạ bẩm lại quan lớn. Tức thì Quỳnh bảo mụ nọ quảng bảo bị gậy, sai đi tắm rửa, cạo đầu sạch bóng cho hết cháy. Rồi đến hôm thi ngũ quả, bắt chị bỏ hết quần áo ra, cạo rửa tươm tất, Lấy nước hoa bưởi vẩy lên Sai vào nằm ngửa trong kiệu long đình Trung quanh vây màn nhiễu đỏ Rồi cho lính khiêng thẳng vào phủ Trạng Quỳnh phi ngựa đi theo Có cờ biển Trạng Nguyên rất uy nghi đường bệ Quỳnh vào phủ trình với các quan rằng Đó là kiệu mâm ngũ quả Các quan ra mở xem Thấy mụ đàn bà trần chuồng nằm trong Thất kinh hồn vía hỏi Ngũ quả ở đâu? Cái gì mà quái gở thế này? Quỳnh trứng trà cắt nghĩa thao thao. Thì đó là ngũ quả thiên nhiên, chưa còn ngũ quả gì. Cái đầu trọc này là quả mít, cái mũi đỏ này là quả nhót, hai cái môi này là quả chám, hai cái vú này là hai trái đào tiên, hai tay này là hai quả phật thủ, cái rốn này là quả quýt, còn cái này này là mũi bưởi đào. Một mâm ngũ quả thiên nhiên, dính chặt cả với nhau, lại biết cử động, còn gì hơn, thơm lắm đấy. Các ngài cứ ngửi thử mà xem Có đâu như của các ngài Các ngài đi mua về Tầm thường lắm Gọi là ngũ quả Phải thứ này mới quý Mới khác thường thiên hạ Và đáng được lãnh giải khôi nguyên Tuy biết là bậy Xong các quan văn võ chẳng có ai đủ sức đấu võ miệng lại với Quỳnh Thành phải đem việc tâu lên chúa Chúa bật cười Gọi Quỳnh thường cho xong chuyện Và truyền khiêng kiệu ngũ quả về Ngồi ăn chuối thế thì tôi ăn cháo thế Bữa khác vào trong một hàng cơm Quỳnh thấy một vị quan văn Khăn là áo gấm Đưa ngồi vắt chân chữ ngũ trên một cái sập lớn Trước mặt là một đĩa chuối đã lột vỏ Nhưng sát ra từng miếng Để vị quan này cầm đũa gắp ăn từng miếng một Một lối ăn đài các dị hợm Khác hẳn với mọi người xưa nay Quỳnh bước vào Vị quan này vốn đã biết Quỳnh Nên đòn đà mời ngồi cùng sập Quỳnh thấy thế bụng bảo dạ Mẹ kiếp Thằng này hách dịch Phải cho một bài học mới được Nghĩ đoạn Quỳnh gọi chủ nhà hàng đem ra một tô cháo nóng Tô cháo đem ra Thay vì ăn bằng thìa Quỳnh nhúng đại ngay 10 đầu ngón tay vào bốc Vị quan thấy thế nhỏm người lên ấy chết Nóng bỏng tay kia ngay Quỳnh la lên Chà nóng thật Rồi vung tay làm cháo văng tóe cả vào áo gấm và khăn là cùng đầy mặt mũi vị quan nọ dơ giấy trao ôi là dơ giấy vị quan nọ bực quá hét lên ngài ăn uống gì kỳ vậy cháo thì phải húp hay ăn bằng thìa sao thò cả tay vào thủa đời có ai ăn cháo mà lại bốc như thế bao giờ quỳnh chậm rãi trả lời nóng quá xin lỗi ngài chả có gì lạ đâu tôi ăn cháo mà ở bốc thì cũng như ngài ăn chuối phải thái từng miếng, lấy đũa gắp mà thôi. Sống mỗi người một nét, chết mỗi người một tật, sao ngài khó tính vậy? Mọi người có mặt trong quán thấy cảnh tượng diễn ra ai nấy đều cười ồ cả lên. Vị quan nọ biết quỳnh chát đỏ mặt lên, rồi rút lui một nước với bộ y phục dính đầy những cháo và những cháo. Thiện đức không phải là tốt trong số các quan bên phủ chúa thì lũ quan thị là lũ được chúa tin dùng nhất gọi là quan nhưng bọn này xuất thân chẳng phải là có văn tài hay vũ công mà chỉ ở chỗ là tự ý xin thiến dương vật đi để vào cùng hầu chúa canh chừng giờ ăn giấc ngủ của chúa và các bà phi tần bọn họ là thế hoặc là những tên lại được lại cái do các địa phương tuyển chọn tiến cử vào có thể nói hầu hết đều là những tên nịnh bợ và nham nhở dơ dáy bởi thế đối với trạng quỳnh bọn họ là lũ quan đáng khinh và đáng ghét hơn hết vì thế có lần vào ngày gần tết nguyên đán một tên quan thị có quyền thế biện lễ quả bánh xin trạng quỳnh mấy chữ đại tự để đem về treo cho ra vẻ tết đồng thời cũng để góp mặt chữ nghĩa với thiên hạ cho có quỳnh liền viết cho hai chữ thiện đức tên quan thị hỏi nghĩa quỳnh giải thích thiện là lành là tốt đức là cái đức của con người Thiện đức có nghĩa là đức tốt đức lành Hai chữ này là của đức khổng tử trong sách Trung Dung đấy Tên quan thị lấy làm đắc ý Đem về thuê thợ khắc vào gỗ sơn son thép vàng Làm bức hoành phi treo giữa gian nhà khách Một thời gian sau Có người hiểu được thâm ý của Quỳnh Đến mách cho lão hay Lão mới té ngửa người ra là bị Quỳnh dò Như họ tam tứ đại tổ tiên ra chửi mà không hay biết gì Vì thiện đức quà có nghĩa đẹp như trên nhưng nếu đem đọc lái thì nó là đực thiến Mà đực thiến thì đúng là lão quan thị này Tao đã bảo mày mất giái rồi mày ơi Hồi ấy ở kinh thành Thăng Long có phong trào trọi gà Mà hạng thích chơi nhất là mấy tên quan thị Một tên quan thị nọ có con gà trọi nổi tiếng là vô địch Đã từng đá chết cả gà của chúa lẫn của vua Một hôm hắn đem gà khoe chuyện với Quỳnh Quỳnh phát ghét trả lời tại gà quan bác chưa gặp gà của quỳnh này đi thôi bị chạm vào tử ái tên quan thị đòi đem gà đến nhà quỳnh chọi thi quỳnh khiêm tốn từ chối đợi tên quan thị cố này quỳnh mới nhận lời tới hôm chọi quỳnh đem một con gà chọi mới thiến ra cuộc chọi thi bắt đầu có nhiều các quan văn võ khác ngồi xem chỉ mới hiệp đầu gà quỳnh đã bị gà quan thị đá chết tên quan thị đắc chí cười ầm và vỗ tay mừng rỡ. Tưởng gà của quan trạng thế nào? Chưa hay đến vậy đó. Giữa lúc tên quan thị đang đắc chí hưu hưu, Quỳnh ra vẻ buồn rầu đau khổ, chạy lại ôm xác gà lên, rồi giả như khóc miếu than van. Mày ơi, mày ơi, khốn khổ cho mày. Tao đã bảo mày mất giái thì biết thân biết phận, đừng có đua đòi với người ta mà có ngày bỏ mạng. Ôi mày ơi là mày, Tào đã bảo mày mất giái rồi mày ơi. Bị sỏ nặng quá, lại dựa đám đông người. Tên quan thị tuy được cuộc, nhưng mặt tái hẳn lại, rồi ôm gà về tuốt. Từ đó gặp Quỳnh, hết dám khoe khoang gà trọi nữa. Quan thị và quan vọ đánh nhau. Chơi sỏ tên quan thị trên trưa đã, nhân thầy lão ta hay đem chuyện riêng tư của các quan để ton hót với chúa. Quỳnh liền nghĩ ra một kế làm cho lão bị một trận đòn đến thập tử nhất sinh. Vì biết rõ lão ta và ông quan võ nọ có chuyện hiểm khích nhau. Một hôm Quỳnh đến nhà quan thị than thở. Như ngài đây sớm hôm gần chúa, công lao khó nhọc, thật ít ai bằng. Thế mà tên quan võ nọ dám ỉ mình mà khinh thị ngài, thì cũng là chuyện đáng buồn thay. Ngài nhũn nhặn đấy, chứ như Quỳnh này thì nhất định không đâu. Thả rằng chết Vinh, chứ không chịu sống nhục. Viên quan thị sừng sốt hỏi Nó khinh tôi thế nào? Quỳnh thở dài đáp Bữa trước tôi đi ngang nhà hắn Thầy hắn dán ngay trước cửa một câu đối mỉa mai ngài như sau Thị vào hầu thị đứng thị coi Thị muốn ấy thị không có cậy Tên quan thị nghe xong Ham ham nổi giận Xin cảm ơn quan trạng Mai này tôi sẽ cho thằng ấy biết tay Đến thế thì không thể nhịn được sau vài câu chuyện xã giao khác, Quỳnh ra về đến nhà viên quan võ. Viên quan võ thân hành ra đón vào nhà khách. Gọi lính đem trà ra thết đái. Quỳnh gạt đi nói. Quan lớn miễn thứ cho. Tôi mới vào phủ ra có chuyện thương tổn đến uy tín của ngài. Tôi phải lại cho hay và còn có việc khác phải đi. Viên quan võ hối hả hỏi chuyện gì. Quỳnh bơm nước đường cho lão uống. Như ngài là người đánh đông dẹp bắc, công lao hãn mã thế, Đáng lẽ lụ quan thị phải kính phải nể Thế mà tụi nó dám viết dán trước nhà một vế đối Vũ cậy mạnh vũ ra vũ múa Vũ bị mưa vũ bèn vón lông Thử hỏi thái độ như vậy có hỗn láo hay không Viên quan võ nghe xong Vỗ tay xuống án thư đánh dầm Xin quan trạng tha lỗi Mẹ kiếp mấy thằng bất giái ấy Phải cho nó om xương mới được Sáng mai này Bọn nó biết tay tôi Thế là cả hai cùng tức khí nổi lên và cùng kéo gia đình vác gậy đến nhà nhau để đánh hai bên gặp nhau giữa đường trận ác chiến xảy ra phía quan thị vì yếu và ít hơn nên bị phía quan võ đánh cho tên nào tên ấy đầu bỏ lê bò càn chỉ tí suýt nữa thì đi đời nhà ma cả lũ phía quan võ tuy thắng nhưng cũng không khỏi bị chảy ra chóc vầy vì thế đương thời mới có bài vè để chế nhạo cả hai cảnh đời nghĩ lại khá thương bên thị bên võ chiến trường choảng nhau. Nỗi niềm nghĩ đến mà đau. Thị kia mất giái lại đầu xưng u. Bọn quan võ thế mà ngu. Chữ nghĩa mịt mù chẳng biết mới nên. Ai làm ra sự đảo điên. Ai làm câu đối cho lèn lẫn nhau. Trạng quỳnh ông hỡi đi đâu. Nghĩ xem câu chuyện gót đầu bởi ai. Chúa hỏi quan thị. Làm xương cho sáo. Một tên quan thị khác Thường lui tới nhà trạng Quỳnh Bên ngoài y ta cười nói ra vẻ thân mật lắm Nhưng bên trong là dò xét ý của Quỳnh Để bí mật tâu hát lên chúa Quỳnh biết ý đồ ấy Nên mỗi lần thấy bóng y tới Quỳnh lại cầm một quyển sách Giả bộ bỏ vào cháp Khóa lại Y ta đòi xem Quỳnh không cho bảo Sách này bí mật lắm Y về tâu với chúa Chúa sai tên quan thị đến nhà Quỳnh Và cho mấy tên lính theo sau Dình lúc Quỳnh cất quyển sách vào cháp Thì áp tới tịch thâu lấy đem về Chúa nghĩ đây là một tập dự thảo Những việc bí mật gì có hại cho quốc gia Nhưng lúc mở xem Chỉ vòn vẹn có mấy câu Ở trang đầu như sau Chúa vị thị thần viết Vi cốt tứ địch Vi cốt tứ địch Thị thần nãi quỳ nhi tấu viết Thần phùng chỉ phát Thần phùng chỉ phát Nghĩa là Chúa bảo quan thị rằng làm xương cho sáo, làm xương cho sáo. Quan thị bèn quỳ mà tâu rằng, tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc. Chúa đọc đi đọc lại mấy lần cũng không hiểu nghĩa gì. Chúa hỏi các quan cũng lắc đầu chịu mít. Thành phải gọi Quỳnh vào giải thích. Quỳnh tâu. Xin Chúa cứ đọc lại sẽ rõ. Chúa đọc lại không được. Sau rốt Quỳnh phải đọc. Đó là Chúa bảo quan thị rằng. Làm xương cho sáo làm dương cho sáo tức làm sao cho sướng làm sao cho sướng quan thị bèn quỳ mà tâu rằng tôi may ngón tóc tay may ngón tóc tức tôi móc ngón tay tôi móc ngón tay quỳnh đọc xong cả chúa cùng các quan có mặt đều bật cười hết thầy tên quan thị đỏ mặt cúi gằm xuống y biết bị vố quỳnh chơi sò nhưng hiểu thì quá muộn đã thế khi vào hậu cung lại bị chúa của cho là để thì giờ theo dõi những công việc táp nháp nghĩ cũng tội nghiệp cho y nhưng ai bảo trêu chọc và trạng quỳnh làm gì bản tướng hậu môn và tướng răng một hôm sau giờ mãn chiều các quan văn võ ngồi lại bên phủ chúa để nói chuyện gẫu nhân bàn về tướng số quỳnh phát biểu môn hậu hữu mau sinh quý tử Nghĩa là người nào có lông ở đít Thì thế nào cũng sinh ra quý tử Nghe Quỳnh nói Các quan văn võ nhất loạt đều dở xuống đít xem mình có lông không Chừng xong Quỳnh lại phát biểu thêm Nhà Tam thập lục đại tướng quân Nghĩa là ai có 36 cái răng Thế nào cũng làm đại tướng quân Các quan lúc đó Ông nào ông ấy lại dở tay vào miệng để đếm thử răng xem Quỳnh thấy vậy Liền chạy ra ngoài cửa sổ mà khang nhổ nước miếng các quan lấy làm lạ hỏi Quỳnh Quỳnh lắc đầu trả lời Gớm quá Gớm quá Thử hỏi vừa móc đi xong đã đút ngay vào miệng Hỏi tôi không muốn mửa sao được Các quan tức nữa Nhưng chót đã làm như thế cả Nên chẳng còn gỡ gạc sao được Thế là cuộc bàn tướng số bị giải tán Không cản không chống để mạnh ai nấy về Trạng lột chứ trạng không thể chết Qua mấy bữa sau khi tan chiều, ca quan ngồi lại nữa. Một ông hỏi Trạng Quỳnh. Như tướng của Trạng thì sống được bao nhiêu? Quỳnh vênh mặt trả lời. Sống mãi, vì Trạng sẽ lột như chăn lột rắn lột, chứ không thể chết được. Một ông khác nằm lấy cơ hội hỏi. Thế bao giờ Trạng lột? Quỳnh đáp ngay. Lúc nào lột cũng được. Một ông khác nữa hỏi. Mai Trạng lột cho coi thử được chăng? quỳnh trả lời được sáng mai xin mời các ngài đến xem trạng này lột thật đấy chứ không nói chơi đâu đã bảo lột là lột đứa nào nói láo cứ lôi cổ nó ra mà đánh sáng mai các quan văn võ lục tục kéo đến nhà quỳnh để thử xem trạng lột ra sao họ bảo nhau hệ nó nói láo chúng mình cứ áp lại mà tay đánh chân đạp mẹ kiếp phen này thì hắn sẽ nhử xương chưa người mà lột cái con khỉ khô gì. Nhà Quỳnh hôm ấy chật ních những người và những người, còn Quỳnh thì nằm trong màn và bảo là đang lột. Chừng xong sẽ bước ra cho xem. Các quan chờ mãi đến trưa, một ông bụng đói nóng ruột, đứng dậy vén màn lên. Quỳnh lúc ấy đang chật dương vật ra, thấy thế vội vàng chu chéo lên. Chết chưa? Mới lột được một tí, Cậu ông đã mò vào, làm chạm vía, ai còn làm sao mà lột nữa? Trời ơi! Các ông làm thất bại công trình lột của tôi. Chỉ chút xíu nữa là xong mà hoàn toàn bị hỏng. Ai nấy đều mắc lưỡm ra về. Vừa đi vừa chửi om tỏi. Mẹ! Tưởng lột thế nào? Ai rè nó lột cái kiểu mà cha nhà nó thế? Mẹ kiếp! Té ra chúng mình kéo đến để xem dương vật nó. Rõ nó nói láo mà mình bị thua nó mới tức. Nghĩ lại các quan trọng bữa đi xem Trạng Quỳnh cũng tức thật. Và tức ơi là tức chương 9 Trạng Quỳnh và vua Lê Chúa Trịnh Muôn tâu bệ hạ thần nói láo Nghe tiếng Trạng Quỳnh trêu chọc các quan văn võ bên phủ liêu quá lắm Vua Lê Dụ Tôn liền tư giấy sang bên Chúa Trịnh Cho Quỳnh vào yết kiến Quỳnh đến Nhà vua để một chồng nén bạc vào một cái roi bảo Chậm nghe báo quan đồn Khanh nói láo giỏi lắm Vậy giờ đây hãy Khanh nói láo gạt được chậm Thì chậm thưởng chồng nén bạc còn như chẳng được thì phải nằm xuống để lãnh trăm roi đánh. Quỳnh quỳ tâu. Sợ muôn tâu bệ hạ. Chuyện đó là dư luận đồn oan. Chỉ tại ông tổ nhà hạ thần có quyển sách trong toàn các chuyện vui và hay. Thần học thuộc kể lại cho vui lúc tử hậu trà dư. Rồi thế nhân không biết mà đồn sàng đồn vậy. Gán đại cho hạ thần những tiếng xấu đó thôi. Vua hỏi. Thế sách ấy ở đâu? Quỳnh tâu. Dạ thần lúc nào cũng để trên bàn thờ Bệ hạ muốn xem cứ cho người đến lấy Nhà vua sai lính đi Lính về tâu chẳng thấy sách vở gì Vua nổi giận Sai nào Quỳnh để đánh Quỳnh thưa lại Muốn tâu bệ hạ Thần nói láo đấy Mà thần đã gạt được bệ hạ rồi đó Vua sừng nhớ ra Phải rút ngay lệnh lại Và thưởng chồng nén bạc cho Quỳnh Cha bố tiên sư thằng Bảo Thái ở phủ vua ra về Trạng Quỳnh nghĩ ức lắm Vì cho thái độ của vua như thế là quá khi thị mình Nên lấy chồng bạc ấy đem ra ngoài chợ Thăng Long Đặt cọc hết thầy các hàng thịt châu bò dê lợn Quỳnh dì tai họ bảo Ngày mai này nhà tôi có đại tiệc Vậy tôi đặt cọc trước Các ông các bà hãy để cho tôi hết Và nhờ làm ơn thái nhỏ ra hết Để tôi cho người ra lấy Và trả tiền luôn thể Các tài hàng thịt mừng thầm Tưởng vớ được món to nên nhất loạt hôm ấy chẳng bán cho ai cả Cứ thi nhau mà thái Nhưng chờ đến trưa Chẳng thấy bóng vía ông khách hàng đặt đâu Mà đã thái nhỏ ra rồi Còn bán cho ai được Chờ mãi không thấy Cho đến xế chiều Họ nghĩ ức quá Mới kéo nhau ra cổng chợ mà họ thằng Bảo Thái ra chửi Họ chửi chẳng trừ một tiếng thô tục nào Bảo Thái có nghĩa là bảo mình thái thịt Nhưng Bảo Thái Lúc ấy lại chính là tên hiệu của vua Lê Dụ Tôn Thế là tất cả đều bị quân túc vệ đổ ra vây bắt Để đưa quan bộ hình vì tội thoá mạ nhà vua Và chắc có âm mưu nổi loạn Báo hại quan bộ hình phải mất công cả ngày Mới rõ được lý do mà tha cho về hết Nhà vua sau biết câu chuyện ở nơi trạng quỳnh ra Nhưng không có lý để buộc tội Nên phải lờ đi cho xong chuyện Còn muốn tư sang phủ chúa để xử phạt Thì lúc đó giữa vua và chúa Trịnh Cương lại có sự bất hòa Nên việc lại bỏ luôn vì đã nhiều lần chúa muốn nhà vua phải chuyển ngôi cho thái tử là Duy Phường. Sau vua dụ tôn phải làm theo và mất vào năm Tân Hợi 1731. Duy Phường làm vua khi chúa Trịnh Cương mất thì bị Trịnh Giang chốt phế rồi giết đi để lập người em là Duy Tưởng lên thay tức là vua Lê Thuần Tôn. Nắng cực nên ra đá bèo chơi. Bữa nọ có bà công chúa, con gái chúa Trịnh ra hồ Tây ngoạn cảnh Trạng Quỳnh hay tin Liền ra hồ, ngồi vén quần lên Khỏa chân xuống nước đã tung đá tóe Và đám bèo tổ ong đang lềnh bềnh trên hồ Một lúc kiệu bà chúa đi tới Thấy Quỳnh Bà chúa cho ngưng kiệu lại hỏi Trời nắng trang trang Quan trạng ra đây ngồi làm gì thế vậy Quỳnh quay lại trả lời Trời nắng cực quá Nên phải ra đây đá bèo chơi vậy thôi Bà chúa vì bẩm tính thông minh nên cũng thừa hiểu những tiếng nắng cực và đá bèo Nếu đọc lại ra thì thấy nó sỏ xiên thế nào Và đó cũng là cái dụng ý của Quỳnh Nên đỏ mặt lên Đánh hừ một tiếng Rồi dục kiệu đi thẳng Quả đào trường thọ hay đoàn thọ Một hôm chúa Trịnh đang hội cao quan bên Phủ Liêu có sứ giả ngoại quốc đến dâng một mâm đào trường thọ. Quả nào quả ấy lớn mọng như quả cam, các quan thì thầm nhau ngon quá đẹp quá phải chi tụi mình cũng được chúa cho để nếm thử xem sao trạng quỳnh thấy vậy liền chạy lại chỗ án thư để mâm đào cầm lên một quả ngắm xem liền giở đi giở lại rồi cho ngay vào miệng cắn mà nhai lấy nhai để quan ngự sử vốn đã ghét quỳnh nay nhân chuyện này liền hạch quỳnh về tội khi quân và tâu chúa xin chém chúa đang lúc bực trước cử chỉ của quỳnh liền thét võ sĩ trói gô Quỳnh lại để đem ra pháp trường. Quỳnh bị trói ngửa mặt lên kêu. Trời ơi! Trời ơi! Trời có mắt không mà để kẻ này bị oan ức nỗi này? Chúa cho đứng lại hỏi. Nhà ngươi như thế còn kêu oan gì nữa? Quỳnh tâu. Chúa sai đem chém thần. Thần không hối hận gì. Chỉ xin chém kẻ dâng đào và cho đem đào để đổ đi mà thôi. Chúa hỏi. Nhà ngươi tâu xin gì lạ vậy? người ta có tội gì mà chém đào có thúi đâu mà đổ đi quỳnh tâu lạy chúa chúa nghĩ coi gọi là đào trường thọ mà thần mới thử ăn vài miếng chưa nuốt khỏi cổ đã bị chết như thế là đào đàn thọ rồi ấy thế là họ đem thứ đào bậy để dâng chúa nếu không chém và đổ đi để lỡ có ai ăn nữa thì thật là thậm cấp trí nguy chúa nghe tâu cả cười hết giận liền truyền tha quỳnh ngay và đặc biệt thưởng cho một quả để khen tài chơi lưỡng. Tại sao nhà ngươi lại cười cụ bành tổ? Bữa khác, trong lúc đang yến tiệc, chúa Trịnh và các quan cùng xả láng chuyện trò. Nhân bàn đến tướng số, chúa nói. Người ta nói, nhân sinh bách tuế vị kỷ, nhưng ai có nhân trung dài một tấc mới sống được trăm tuổi. Chúa nói dứt lời, các quan chưa ai tỏ ý kiến, quỳnh đã cười lan ra sằng sặc làm mất cả trật tự và làm ai nấy đều lơ láo ngạc nhiên chúa cả giận cho quỳnh như thế là vô phép nên hạch hỏi tội quỳnh sao tao vừa nói nhà ngươi đã có vẻ chế nhạo quỳnh tâu lạy chúa thần đâu dám thần cười đây là cười cụ bành tổ chúa thét lão cụ bành tổ có dính gì chuyện trọ ở đây mà nhà ngươi nói vậy Quỳnh Tâu Lạy chúa, cứ như lời chúa vừa nói Hệ ai nhân trung dài một tấc thì sống 100 tuổi Thần sự nghĩ ra như cụ bành tổ xưa Sống đến 800 Thì hẳn nhân trung phải dài đến 8 tấc Mà 8 tấc Lạy chúa, chúa xem có phải là quái gở và đáng tức cười không Chắc đám trẻ con nó thấy phải cho là ông ngáo ộp vậy Chúa biết bị Quỳnh nói móc Nhưng nghe vừa có lý vừa vui Nên không trách phạt gì Mèo chúa và mèo trạng khác thế nào? Trong phủ chúa Trịnh có con mèo tam thể quý lắm, nhất là ở cái tài bắt chuột của nó. Một hôm trạng Quỳnh thấy nó lởn vởn ở vườn hoa, liền thừa lúc vắng người bắt trộm đem về nuôi. Quỳnh nuôi và dạy nó bằng cách, cứ mỗi bữa ăn, Quỳnh để một bát cơm rau vào một bát cơm thịt, rồi cầm roi hễ mèo mon men lại chỗ bát cơm thịt thì quất cho túi bụi. Lâu ngày thành quen hễ có mặt Quỳnh là mèo ngoan ngoãn Lại chỗ bát cơm rau mà ăn Bị mất con mèo quý Chúa chỉnh sai các quan thị và lính hầu đi tìm Thấy con mèo ấy ở nhà trạng Quỳnh Họ về tâu chúa là chính Quỳnh đã bắt trộm mèo Chứ chẳng còn ai vào đó nữa Chúa liền hạ lệnh bắt Quỳnh đem mèo vào cung Chúa hỏi Quỳnh Láo quá Sao mèo của ta mà ngươi dám bắt trộm Quỳnh tâu Thần đâu dám Chúa nói oan thần lắm Cây đó chắc mèo của chúa cũng giống mèo của thần đấy thôi Chúa vặn lại Giống à? Nhà ngươi có cách gì làm chứng Ở trước mặt ta không? Chơi ta thì biết rõ mèo này là của ta Chứ chẳng phải của ngươi Quỳnh Tâu Có chứng cứ khác nhau Chúa cứ cho thử thì sẽ thấy Thử cách nào? Nhà thần nghèo Nên mèo chỉ ăn rau chứ chẳng biết ăn thịt cá gì Vậy xin chúa cứ đem một bát cơm rau vào một bát cơm thịt ra. Nếu nó ăn bát cơm thịt thì chính là mèo của chúa. Thần cam chịu tội. Còn chỉ ăn cơm rau thì đó là mèo của hạ thần. Chúa nghe có lý, liền chuyển quan thị đem hai bát cơm ra. Đoạn bảo Quỳnh thả mèo xem nó chạy lại ăn bát nào. Có mặt Quỳnh đó, dĩ nhiên dù có thính nhử, mèo ta cũng không dám bén mảng tới chỗ bát cơm thịt. Thế là Quỳnh đắc chí Đợi mèo ăn xong bát cơm rau, đến ôm lấy vuốt ve xin phép chúa đem về. Chúa cũng tin đó không phải là mèo của mình thật. Chưa có biết đâu chính Quỳnh đã bắt trộm và đã khép nó vào kỷ luật sắt, nên đã thản nhiên đánh lừa được chúa. Vì thế người đương thời bảo Quỳnh là kẻ dáng vuốt dâu cọp, mà không sợ bị cọp cắn vậy. Thứ mắm đại phong là mắm gì? Bữa khác nữa, Chúa Trịnh cho họp các triều thần và các quan ngự y để cho biết vì lý do đã lâu ngày chúa ăn uống không được và chẳng thấy gì ngon miệng cả. Các quan nghe xong người thì tâu chúa vì làm việc nhiều quá người thì tâu chúa nên tiết dục kẻ thì bảo chúa kém thì vị vân vân và vân vân. Quỳnh tâu chúa chẳng phải thế đâu bệnh chúa như thế là bệnh hư toàn diện thuốc chữa không hết được theo thần chỉ có mắm đại phong mới chữa được mà thôi chúa hỏi đại phong là mắm gì quỳnh tâu đó là thứ mắm chế tạo bằng mạt đá tức phấn đá chúa dùng thứ ấy sẽ ăn ngon miệng ngay vua hoàng đế ngày xưa cũng nhờ đó mới sống lâu vì nó là môn thuốc bí truyền phối hợp cả âm dương thảo mộc và phong vũ chỉ những bậc đế vương nào có phúc lớn mới gặp được mà thôi chúa tưởng thật hỏi dồn thứ ấy làm sao mà có ở đây được quỳnh tâu nếu Chúa dùng thì hạ thần xin chế để dâng lên. Chúa cả mừng, bảo Quỳnh làm ngay và ban cho mấy chục nén vàng. Quỳnh hí hưởng ra về. Cách năm sáu bữa, lệ khể đem một hũ lớn mắm vào phủ. Ngoài dán miếng giấy để chữ đại phong. Chúa ăn ngon miệng lạ, gọi Quỳnh vào khen là thần dược. Thưởng thêm vàng bạc lụa là và bảo Quỳnh làm thêm. Quỳnh tâu. Thứ này dùng nhiều quá mất công hiệu Một năm chỉ dùng vài ba lần là đủ Nhân đó, Chúa lại hỏi thêm về ý nghĩa của hai chữ Đại Phong. Làm sao chế biến bằng đá mà lại gọi là Đại Phong? Sao không gọi là thạch gì gì hay gì gì thạch đi? Quỳnh Tâu Lạy Chúa, Đại Phong là gió lớn, gió lớn thì chùa đổ, chùa đổ thì tượng lo. Ấy nghĩa nó là vậy. Chúa hỏi Vậy tượng lo là gì? Quỳnh Tâu Dạ Tâu Chúa, Chúa cứ đọc lái sẽ thấy ngay Thầy chùa nghĩ mãi không ra Sao Quỳnh phải cắt nghĩa cho biết Tượng lo là lọ tương Té ra chỉ là một món ăn rất bình dân Mà chúa ăn ngon chỉ nhờ chỗ lạ miệng mà thôi Chứ chẳng phải là món thuốc bí mật hay thần thánh gì cả Con người ở đời hệ chán cao lương mỹ vị Thì ăn của thường Dĩ nhiên là thấy khoái khẩu ngay Chương 10 Ngày cùng của Trạng Quỳnh ngoạ sơn nghĩa là gì sau vụ năm đại phong trạng quỳnh ngày càng đắc chí và khinh thế ngạo vật bữa nọ quỳnh có việc vào phủ chúa quỳnh xin vào cung quân túc vệ cho biết chúa còn đang ngủ không thể ra tiếp được quỳnh lấy làm bất mãn nhân thấy trên án thư có bút nghiên liền thừa lúc tên lính quay đi lấy viết lên tưởng hai chữ ngoạ sơn rồi rụ áo ra đi khi chúa thức dậy ra xử việc thấy hai chữ ngoạ sơn không biết nghĩa là gì Chúa hỏi các quan Các quan không ai hiểu Chúa hỏi tên lính Trưa này có ai vào đây không Tên lính tâu chỉ có Quỳnh vào Chúa nghĩ chắc đây là Quỳnh Chứ chẳng còn ai nữa Nên đòi Quỳnh và hỏi nghĩa Quỳnh tâu Dựa trưa thần vào có việc Bọn lính nói chưa đang ngủ Nên phải đi ra và viết hai chữ ấy Chúa hỏi Thế ngoại sơn là gì Quỳnh Tâu. Ngọa là nằm, nằm thì phải ngủ, ngủ thì phải ngáy. Thế Sơn nghĩa là gì? Dạ Tâu Sơn là núi, núi thì phải có dải, mà dải thì tất phải có đèo. Mà Ngọa Sơn có nghĩa ngáy đèo vậy? Ngáy đèo nghĩa là gì? Các bạn cứ đọc lái sẽ thấy cái lưỡng cật của nó. Vì thế Chúa Cả Thẹn lui vào hậu cung lập tức và để bụng ghét Quỳnh, quyết phải trừng phạt cho bỏ tức một phen. Trạng Quỳnh bị Chúa Trịnh xử phạt. Để phạt tội vô lễ phạm thượng, Chúa Trịnh sai lính tam phủ, nghĩa là lính riêng trong phủ Chúa, đến kéo đổ nhà Quỳnh. Bọn lính đến, Quỳnh cầm gươm chỉ thẳng vào mặt bảo. Chúng bay vâng lệnh Chúa đến kéo đổ nhà tao. Được, chúng bay cứ áp lại mà kéo. Nhưng tao cho biết chỉ kéo thôi, còn thằng nào gieo hò lấy chớn, tao chặt cổ thằng ấy. Vì không được gieo hò, bọn lính kéo không được. Chúng trở về tâu chúa Chúa ra lệnh Đã thế không kéo nữa Chúng bay đến đại tiện vào nhà nó cho ta Bọn lính lại kéo đến nhà Quỳnh Và cho biết để thi hành mệnh lệnh Quỳnh nghe xong lại tuốt gươm ra bảo Được Đại tiện thì cứ đại tiện đi Nhưng thằng nào tiểu thì tao chặt thằng ấy ngay Bọn lính lính quính không biết làm sao Một tên nhanh y lấy gáo dừa buộc vào hạ bộ để hướng tiểu tiện Nên hắn đại tiện được một đống ngay giữa nhà trạng Quỳnh rồi cả bọn hí hưởng ra về Tâu lại chúa Chúa tự lấy là vừa ý lắm Trạng Quỳnh trả thù lại chúa Trịnh Bị chúa cho lính tam phủ đến đại tiện ra nhà Trạng Quỳnh nghĩ ức quá Liền hốt đống phân ấy ra vườn Đem một cây cải bẻ xanh trồng lên chốc Cây cải được bón tốt lạ thường Khi thấy ăn được Quỳnh nhổ lên đem vào dâng chúa Chúa sai nhà bếp đem nấu canh cá rô tầm xét Là món cá chúa ưa thích nhất Canh nấu xong đem lên Chúa ăn thấy ngon lạ Cho gọi Quỳnh vào khen và hỏi Nhà ngươi trồng cải bằng cách nào mà tốt mà ngon thế Quỳnh tâu Hạ thần chẳng có tài gì cả Ấy mới một đống Chứ được nhiều đống thì còn tốt và còn ngon hơn nữa Nghe nói chúa cả giận Xong chót đã ăn cải vào bụng Không biết làm sao mà đầy ra cho được Chúa chuyển thị vệ đuổi Quỳnh ra Cấm không được lai vãng vào cung và vào phủ trừ khi có lệnh của chúa hay của quan tham tụng cũng từ đó chúa ghét quỳnh chúa ghét quỳnh cay đắng và có ý nghĩ cần phải thanh toán trạng chết chúa thăng hà để thanh toán trạng quỳnh chúa họp các đại thần lại để mật nghị một vị quan tâu trạng quỳnh tuy tánh hai cợt lỡm nhưng có công với nước nhà nếu giết quỳnh đi thì lấy ai để gánh vác việc ngoại giao với triều đình nhà thanh chỉ bằng hãy cứ cách chức cho về vườn là hơn Để hắn chưa bỏ tánh nết đi Chúa cho lời ấy là phải Nhưng trong các quan vì nhiều kẻ ghét Quỳnh Nên họ xúm nhau đổ dầu thêm cho Chúa Kẻ thì tâu Thiên hạ nhân, thiên hạ tài Phải nghĩ đến thanh danh Chúa và triều đình trước đã Kẻ thì tâu Cho Quỳnh về vườn là cả một hậu họa Lỡ Quỳnh theo bọn kẻ giấy loạn thì sao Thế là Chúa lại trở lại việc phải thanh toán Quỳnh và cuối cùng đi đến quyết định phải kết thúc đời quỳnh bằng thuốc độc cho bớt tai tiếng với dư luận trong ngoài quyết định rồi trước khi thi hành chúa cho triệu quỳnh vào hỏi thăm mấy câu cho có chuyện rồi hỏi như nhà ngươi học quán cổ kim thượng thông thiên văn hạ đạt địa lý không sách gì không đọc không việc gì không biết vậy ta hỏi nhà ngươi bao giờ chết trạng quỳnh tâu chừng nào chúa chết thì trạng chết sau lần tiếp chuyện này Quỳnh về nhà nghĩ chúa thế nào cũng hại mình Nên gọi vợ con can dặn bảo Này mai ta chết Nhưng ta chết rồi thì toàn ra phải nhớ lời dặn Là không được cử ai hay phát tang Cứ giữ bình tĩnh như lúc ta còn sống Phải nhớ để thi hài ta lên võng Mắc giữa nhà như ta thường nằm ngủ Để lên tay ta một quyển sách Lấy hai cây kim chống mắt ta lên Hệ khi nào nghe tin chúa chết Hãy khóc lóc làm lễ cử ai và đưa đám tang ta trước giờ đám ma chúa. Khi chôn ta phải nhớ là chôn sấp, chứ không được chôn ngửa như cách chôn của thế nhân thường dùng. Quỳnh dặn vợ con ngày hôm trước, thì ngày hôm sau, chúa cho một cận thần đem thuốc độc đến bắt Quỳnh phải uống. Quỳnh uống xong, một giờ sau tắt thở. Người nhà nhất nhất làm theo lời đã dặn. Chúa cho người đi dò xét xem cảnh nhà Quỳnh ra thế nào. Bọn được sai đi về tâu là vẫn thấy Quỳnh nằm trên võng đọc sách như thường và gia đình Quỳnh vẫn vui vẻ tự nhiên. Chúa lấy làm lạ, đòi biên ngự y chế thuốc độc đem chén thuốc vào cho chúa xem thế nào, mà lại vô hiệu đối với Quỳnh. Thuốc đem vào, chẳng ngờ là thứ thuốc mạnh, nên chúa vừa đưa qua lỗ mũi, đã hát hơi, rồi từ từ ngã xuống, cứu không được. Tin chúa từ trần được chính thức loan ra, gia đình trạng Quỳnh cử hành tang lễ như lời Quỳnh dặn, Thành hôm đám ma chúa cũng là hôm đám ma Quỳnh mà đám ma Quỳnh lại đưa đi trước đám ma chúa. Vì Quỳnh chết như vậy, nên người đời mới có câu chuyển tụng. Chạng chết chúa cũng thăng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn Ấy, chạng Quỳnh tới phút cuối cùng mà còn thế đó, đủ biết sinh thời là nhân vật thế nào. Quỳnh chết, nước nam ta hết chạng. Trước khi chết, chạng Quỳnh dặn vợ con chôn sấp, vì biết thế nào về sau. Triều đình nhà Thanh xem thiên văn thấy Cũng sai các thầy địa lý bí mật sang nước ta Dùng cách hô thần Lật quan tài quỳnh lại Và như thế là đang sắp thành ngửa Nhưng vợ quá thương chồng Con quá thương cha Không nỡ làm theo di trúc ấy Cứ chôn ngửa như thường Quỳnh mất rồi Quả triều đình nhà Thanh xem tượng biết Sao văn tinh đã rời khỏi nước Nam Nên ngầm sai các tay địa lý chứ danh Sang nước ta để bí mật yểm mã trạng Quỳnh Cho văn tinh không dáng sinh nữa Do đó quan tài quỳnh bị chúng lật sấp Và cũng do đó Nước ta về sau không còn người nào đỗ trạng nữa Dù giỏi đến như ông Lê Quý Đôn Cũng chỉ thi đậu được bảng nhẫn mà thôi Nghĩ thật đáng buồn Và đáng tiếc lắm thay Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Trạng Quỳnh của tác giả Ngô Lăng Vân Rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hết nội dung câu chuyện chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo